cô gái kia lần đầu đi gặp mặt những người bạn trong game của mình tại một nhà hàng sang trọng. Nhưng có lẽ vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô mà khiến bao chị em ghen ghét, nói lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Thế là để nhục mạ cô, khi lúc ra về họ còn kéo bè lũ ra ngoài để xem và sỉ nhục luôn người bạn trai sắp đón cô cho vừa lòng hà dạ. Ai có mà dè người cô yêu lại là một đại thần ưu tú tài sắc vẹn toàn, khoảnh khắc anh bước ra cầm ô đã làm bao trái tim điêu đứng. Bị bọn nữ nhân xấu xa nói lời không hay về cô bạn gái của mình, anh liền đối đáp khiến bọn họ bẽ mặt rồi cùng người mình yêu ung dung bước về đầy ngạo nghễ. Cô gái xinh đẹp cưa đổ được nam thần màn ảnh đó là Bối Vivi, là một nữ game thủ xinh đẹp. Cô là người chơi nằm trong top 10 mạnh nhất server trong tựa game Thiện Nữ U Hồn. Có rất nhiều game thủ đồn đoán rằng cô chính là công chúa có cây búa, nam nhân giả gái để lấy lè. Ngoài những tin thất thiệt đó thì còn có người đồn rằng cô rất xấu xí nên người chồng trong game đã bỏ cô đi lấy người khác. Câu chuyện bắt đầu vào 2 tháng trước, mở đầu bằng bối cảnh trong tựa game mà Vivi đang chơi. Hai nhân vật trong game là Chân Thủy Vô Hương và Lô Vĩ Vivi đang cùng nhau đánh boss. Sau khi đánh bại được boss, cả hai nhận được phần thưởng là dây chuyền pháp thuật thiên hệ. Một bang chủ top 10 trong bảng xếp hạng liền tới để thách đấu Vivi và ai thắng sẽ giành được nó. Chuyển cảnh người chồng trong game của Vivi là Chân Thủy Vô Hương muốn có dịp gặp mặt cô ngoài đời. Với lý do là hai đều ở cùng một thành phố và đã quen nhau rất lâu rồi. Cô thẳng thừng từ chối thì anh muốn xem hình của cô, chưa kịp đáp lời anh thì đột nhiên máy tính của Vivi tắt nguồn. Hóa ra là do cô bạn nhị hỉ ở cùng phòng báo vì cô làm cháy ở điện khiến cả phòng bị cúp điện. Thế là Vivi liền phải trổ tài tự mình sửa điện, sau khi có điện trở lại thì cô phát hiện máy tính mình cũng vì vậy mà ngủ đông luôn. Thế là hai người cùng nhau đều bước đến tiệm sửa máy tính, trên đường đi hai cô nàng thấy đám đông tụ tập đông đúc liền nán lại hóng hớt. Biết được Tiêu Nại đại thần sắp tham gia cuộc thi bóng rổ. Anh được mệnh danh là tình đầu quốc dân của tất cả nữ sinh trong trường vì tài sắc vẹn toàn và là bản thiết kế vĩ đại. Khi đến cửa hàng bán linh kiện, có hai nữ sinh cùng trường bị chủ tiệm chặt chém với giá chót vót. Vivi thấy việc bất bình liền vạch trần chủ tiệm, nhưng hai cô gái đó liền tỏ vẻ ta đây không thèm nghe lời Vivi nói. Còn ngạo nghễ lấy ví ra mà trả đúng mức giá chủ tiệm đưa ra. Cô gái đánh đá đó chính là Mạnh Dật Nhiên, là tiểu thư đài cát của gia tộc họ Mạnh và cũng là hoa khôi của trường. Vivi và cô ta trước đó là đối thủ trong cuộc thi hoa khôi của khoa được diễn ra vào năm ngoái. Và đó là lý do khi nãy lúc tính tiền, khi nghe cô bạn đi cùng nhắc khéo cái tên Vivi thì cô gái đó liền ra vẻ ta đây lắm tiền nhiều của. Máy tính hỏng chưa sửa xong, Vivi nhờ bạn đem về, còn mình thì đi đến tiệm net để đánh boss trong game. Chuyển cảnh là hình người đẹp trai cùng chiếc sơ mi trắng đầy lịch thiệp kia chính là nam thần Tiêu Nại. Anh đang ngồi đánh cờ cùng cậu mình, người cậu thách đấu Tiêu Nại với lời hứa nếu thắng sẽ có quà. Trong lúc đó, Vivi đến tiệm net và giữ đúng lời hứa thách đấu với top 10 của bảng xếp hạng. Với những thao tác thuần thục của mình, cùng tốc độ gõ phím còn nhanh hơn cái cách người yêu cũ trở mặt, cô ngay lập tức giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ cứng cựa. Quả nhiên là nữ game thủ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng không phải chỉ là lời nói cho oai. Bên phía Tiêu Nại thì anh cũng đã dứt điểm người cậu của mình trong ván cờ vây đầy căng thẳng. Và món quà mà người cậu đã hứa là tiệm net to lớn này. Nhưng Tiêu Nại dứt khoát từ chối món quà quý này, anh muốn tự đi lên từ hai đôi tay của mình chứ không thích dựa dẫm vào gia thế. Trước khi ra về, Tiêu Nại bỗng nán lại bởi hình dáng người con gái đang đánh boss trước mặt. Thao tác tay đầy điệu nghệ của cô đã thu hút ánh nhìn của anh. Đánh trận xong, cô đứng dậy ra về mà không để ý đến nam thần đã đều đứng trước cô. Tiêu Nại cứ thế đứng bất động nhìn theo bóng hình người con gái ấy, đến khi bị vỗ vai anh mới bừng tỉnh mà cùng cậu ra về. Vivi vừa về đến khu ký túc xá thì trời đổ mưa, cô lao đến thu dọn hết đống đồ đã phơi khô của phòng mình vào. Trong lúc đó, bạn cùng phòng của Vivi đang đùn đẩy nhau việc lấy đồ mặc kệ trời mưa lớn, về đến phòng Vivi lập tức đi thay đồ. Nhị Hỉ ở bên ngoài thuật lại cho hai cô bạn nghe sự việc mà cả hai gặp phải lúc chiều bằng giọng rất cay cú. Nhị Hỉ sau khi xả xong cục tức trong bụng liền hỏi Vivi định sửa máy tính như thế nào. Vivi liền nghĩ chắc tự mua linh kiện về rồi tự sửa. Chuyển cảnh tới hot girl của trường, Mạnh Dật Nhiên và bạn của cô ta tán gẫu với nhau. Mạnh Dật Nhiên hỏi cô bạn thân về Vivi đã vậy còn giả vờ khen Vivi xinh đẹp. Cô bạn thân này thì vua nịnh nọt, liền phủ nhận và tâng bốc Mạnh Dật Nhiên lên 9 tầng mây. Cô ta nghe được khen thì hả hê rất là đê hề, cười không khép nổi miệng. Sau đó cô bạn còn lân la đến xin tấm hình của Vivi mà Tào Quang đã chụp được vào hôm trước. Mục đích của cô ta cũng rất rõ ràng, đó là để bôi nhọ Vivi nhằm nâng tầm cô bạn nhà giàu kia, nhưng bị cậu ta từ chối. Vivi tự tay sửa xong máy tính, cô lập tức đăng nhập vào game và tiếp tục đam mê đánh boss. Bỗng dưng cô nhận được tin nhắn của Chân Thủy, Vivi đến chỗ đá tam sinh đi, chúng ta ly hôn. Hóa ra hắn ta muốn giải trừ hiệp lữ nhưng không cho Vivi biết lý do, mà Vivi cũng không quan tâm cho lắm. Chân Thủy tặng cô món trang bị quý để làm quà chia tay, nhưng một nữ cường như cô không cần chia tay tặng quà nên lập tức từ chối. Sau đó Vivi nói lời từ biệt rồi liền rời đi. Hôm sau cô đăng nhập vào game như bao ngày. Bỗng Lôi Thần Nini, cô gái mà Vivi hay trò chuyện trong bang phái, gửi tin nhắn hỏi cô đã chia tay thật sao. Vivi cũng nhanh chóng confirm điều đó là thật, cô bạn ấy tiếp tục nói đến việc Chân Thủy Vô Hương sẽ kết hôn với Tiểu Vũ Yêu Yêu. Nini cũng không ngờ rằng hắn ta chỉ là tên háo sắc và công nhận Tiểu Vũ Yêu Yêu ngoài đời rất xinh đẹp. Nini e dè nói với cô việc mọi người đều nghi ngờ cô không xinh đẹp. Vivi liền tức giận chỉ trích thế giới hiện đại giờ chỉ nhìn vào nhan sắc mà đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thì có gì là hay. Sau cô đến xem đám cưới của Chân Thủy và Yêu Yêu, đang định rời đi thì bất ngờ bị Tào Tháo rượt vào đúng lúc quan trọng. Vivi liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà chưa kịp thoát game, giữa không khí đám cưới nhộn nhịp dàn nhạc sập sình. Còn Vivi treo máy ở trên cầu nên mọi người hiểu nhầm là cô định cướp phu.
Khi quay lại, cô giật mình khi mình trở thành tâm điểm bàn tán khi đông người bao vây xung quanh để xem kịch hay. Ở không được mà đi cũng chẳng xong, Vivi nghĩ ra một kế sách hoàn hảo để đổi chiều dư luận, đó là giao bán vật phẩm. Sau khi đám đông giải tán, cô tính bước đi thì không ngờ lại gặp thần tượng trong game của mình, đó là top 1 server nhất Tiếu Nại Hà. Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu, người trên cầu kẻ bên dưới nhìn nhau rất tình. Nại Hà đột nhiên đề nghị kết hiệp lữ cùng Vivi với lý do là tham gia một trận đấu. Vivi suy tính khoảng chừng là 5 giây thì liền quyết định đồng ý. Sau đó Nhất Tiếu Nại Hà lại hẹn Vivi 3 ngày nữa để có thể chuẩn bị một hôn lễ thật hoành tráng hết sảy con bà bảy. Chuyển cảnh, bạn cùng phòng của Tiêu Nại vừa về đến thì liền khoe khoang chuyện mình quen biết với Hoa Khôi Mạnh Giật Nhiên. Thì ra máy tính của cô gái kia bị hư và nhắn tin nhờ bọn họ sửa giúp. Còn Tiêu Nại thông báo mình chuẩn bị kết hiệp lữ nên từ chối tham gia phi vụ sửa máy tính cho Hoa Khôi gì gì kia. Cả phòng liền tò mò tra hỏi hiệp lữ của Nhất Tiếu Nại Hà là ai. Chẳng cần đợi lâu, lũ bạn của Tiêu Nại đã lập tức được gặp mặt Tam Tẩu. Tiêu Nại giới thiệu đội ngũ cố định của mình, ba người bọn họ bao gồm Hách Mi, Hầu Tử Tử và Ngu Công. Cả bọn nhìn ID liền nhận ra ngay cô là Lô Vĩ Vivi, người đã từng lọt top của server. Hầu Tử Tử thắc mắc hỏi chuyện Vivi từng là hiệp lữ cũ của Chân Thủy Vô Hương. Tiêu Nại liền lên tiếng bênh vực khiến cô ngại ngùng ôm mặt. Sau một lúc làm quen với nhau thì cả team liền bắt đầu đi đánh boss. Năm người phối hợp vô cùng ăn ý và vô cùng nhịp nhàng, kết quả là cả team thắng cuộc giành phần thưởng từ boss. Ngay sau đó cả team bàn luận về việc chọn ngày lành tháng tốt để kết hiệp lữ. Chọn được ngày hoàng đạo xong, cả team liền giải tán. Ngày hôm sau, Vivi bị bạn bè rủ dê đến xem bóng rổ. Nhưng tiếc rằng ngày hôm đó Tiêu Nại không hề xuất hiện, vì trong lúc đó anh đang cùng nhóm bạn tham gia buổi giao lưu khởi nghiệp. Phần thuyết trình của Tiêu Nại diễn ra thành công và thu hút sự chú ý của nhiều công ty lớn. Tiêu Nại xong việc liền đi về, còn Vivi cũng vội vàng chạy về để kịp tiến hành hôn lễ trong game. Cả hai đến chỗ đá Tam Sinh, họ trao đổi vật phẩm xem như là sinh lễ và của hồi môn dưới sự chứng kiến của vô số bè bạn. Không hổ danh là hôn lễ của các đệ nhất cao thủ, được diễn ra cực kỳ hoành tráng và linh đình. Hệ thống thông báo cả hai chính thức trở thành cặp hiệp nữ thứ 158.999 trên máy chủ. Rất nhiều người chơi có thứ hạng cao trong server đã đến chúc phúc cho họ, phải hai bên đường tấp nập người đứng xem. Đám đông bên đường bàn tán rôm rả, người quen của Tiểu Vũ Yêu Yêu có mặt tại đó liên tục buông lời lăng mạ sỉ nhục Vivi. Bọn họ tập trung hoàn thành buổi yến hội, mặc kệ những lời bàn tán không hay. Đôi phu thê mới cưới cùng nhau hưởng thụ tuần trăng mật, ngắm cảnh trên khinh khí cầu và vui vẻ thực hiện nhiệm vụ hiệp lữ. Trở về hiện thực, Nhị Hỉ và Vivi tới nhà ăn, đang xếp hàng thì đọc được tin đồn không hay. Mỹ nữ trường học bước xuống từ siêu xe, cả hai nhìn kỹ vào chiếc túi trong hình liền nhận ra ngay đó là Vivi. Tin đồn không hay này sau đó lan truyền khắp nơi, cuối cùng cũng đến tai Tiêu Nại. Về đến phòng, Vivi ngay lập tức tra cứu để tìm thủ phạm. Trong chốc lát, cô liền tìm ra được tài khoản có tên Hào Quang. Sau đó hỏi thêm những cô bạn cùng phòng thì biết được người đó tên Tào Quang. Vivi nổi trận lôi đình chạy thẳng đến học viện ngoại ngữ để tìm hắn ta, làm rõ sự việc rảnh rỗi sinh nông nổi của hắn ta. Vừa nhìn thấy thủ phạm đăng tin đồn đó, Vivi đưa một tấm hình và giải thích. Đây là chiếc siêu xe của phụ huynh của một học sinh mà cô đang dạy thêm. Hôm đó cô đã đi ké xe người này nhưng anh cho rằng cô đã làm giả tấm hình đó. Cô không muốn tranh cãi nên chỉ đưa địa chỉ nhà của chủ nhân chiếc siêu xe kia cho Tào Quang tự tìm hiểu. Sau đó liền rời đi trở về phòng, Vivi đang ngồi làm bài thì nhận được tin nhắn của Nhất Tiếu Nại Hà gọi cô đến thiên cung. Vừa đến nơi, Vivi liền thấy ma đạo thể huyết đang bị trói vào cột, thì ra Nhất Tiếu Nại Hà gọi Vivi đến để xử lý ma đạo thể huyết vì tội nói bậy. Sau đó anh treo máy để đi nghe gọi điện thoại, còn Vivi thì tiếp tục làm để thi thử. Trong lúc cả hai vắng mặt, người của gia tộc Tiểu Vũ xuất hiện và chỉ trích Tiêu Nại và Vivi giở trò hèn hạ. Hai bên tranh cãi qua lại, Nhất Tiếu Nại Hà liền xuất hiện trở lại lên tiếng dọa dẫm đám người Tiểu Vũ và bênh vực vợ mình. Ba cô nàng thuộc gia tộc Tiểu Vũ muốn cứu người liên tục xỉ vả vợ chồng nhà Vivi. Vivi đề nghị cả hai bên quyết đấu để giải quyết ân oán, ma đạo thể huyết lên tiếng từ chối sự giúp đỡ của ba cô gái kia. Đám người Tiểu Vũ thấy vậy thì hậm hực bỏ đi, Vivi cũng quyết định tha cho tên ma đạo thể huyết, sau đó liền cùng chồng đi hái thuốc. Nại Hà nói cho Vivi biết cách anh xử đẹp tên ma đạo kia, Vivi cảm ơn Nại Hà vì đã giúp cô giải tỏa nỗi buồn. Ba cô gái nhà Tiểu Vũ chạy về tìm Yêu Yêu và Chân Thủy để mách lẻo. Họ lại đề xuất vợ chồng Chân Thủy tham gia cuộc thi về cặp đôi để chọc tức Vivi. Chân Thủy từ chối tham gia nhưng Yêu Yêu tiếc nuối phần thưởng phục trang 7 màu nhưng vẫn nghe theo lời Chân Thủy. Ngu Công đến sửa máy tính giúp cô nàng Hoa Khôi Mạnh Giật Nhiên, cô ta bỗng dưng mang vẻ mặt khó chịu đi ra khỏi phòng. Cô bạn thân xin lỗi Ngu Công vì thái độ của Giật Nhiên, còn Ngu Công sửa máy xong liền lầm lũi đi về. Thì ra Mạnh Giật Nhiên tưởng sẽ được nam thần Tiêu Nại sửa máy tính dùng, không ngờ người đến lại là Ngu Công nên liền tỏ thái độ bực bội. Chân Thiếu Tường, anh họ của Mạnh Giật Nhiên, gọi điện hẹn ăn tối cùng hai cô gái. Nghe tin ba Chân Thiếu Tường có ý định thu mua Chí Nhất công ty của Tiêu Nại, Mạnh Giật Nhiên liền xin vào thực tập ở bên này. Sau khi bàn xong công việc thì Ngu Công liền than thở về chuyện sửa máy tính lúc sáng. Tiêu Nại không quan tâm nên liền thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ký túc xá. Vivi và bạn cùng phòng vui mừng khi nhận được thư mời phỏng vấn của Chân Ức. Mạnh Giật Nhiên đến Chân Ức xin phép cậu của mình là ba của Thiếu Tường được vào công ty để thực tập. Sau một lúc thuyết phục người, cậu quyết định nhận cô vào thực tập ở vị trí thư ký. Đúng lúc đó Tiêu Nại và Ngu Công cũng đến Chân Ức để bàn chuyện. Công việc trùng hợp thay Vivi cũng đang ngồi chờ phỏng vấn ở ngoài sảnh. Giám đốc Chân đề nghị thu mua bản quyền game của Tiêu Nại với giá 3 triệu và mời anh về công ty làm việc. Cậu của Giật Nhiên giới thiệu cô với Tiêu Nại và có nhã ý muốn cả hai làm quen với nhau. Tiêu Nại tỏ vẻ khách sáo và lập tức xin phép ra về. Tiêu Nại và Ngu Công đang chuẩn bị bước vào thang máy thì bỗng dưng Mạnh Giật Nhiên gấp gáp chạy đến và ngăn lại. Cô ngỏ lời với Tiêu Nại rằng sẽ giúp anh thương lượng lại với cậu của mình.
Anh khách sáo từ chối và rời đi. Ngay sau đó, phía bên này Vivi đang chỉ dẫn bạn mình cách trả lời phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn, Nhị Hỉ lỡ lời nói ra tên chính trong game của Vivi. Chân Thiếu Tường ngồi gần đó nghe cái tên Lô Vĩ, Vivi liền giật mình nhìn Nhị Hỉ. Sau đó anh ta cùng cô em gái giật nhiên rời đi ngay lập tức. Khi phỏng vấn xong xuôi, Vivi cùng Nhị Hỉ tiếp tục ngồi chờ những người còn lại. Vivi có hẹn cùng Tào Quang đến nhà vị phụ huynh đại gia kia. Cả hai đến gặp mặt nhân chứng để giải quyết tin đồn sai sự thật trước đó và xóa bỏ mọi hiểu lầm. Thì ra người lái siêu xe trong bức hình kia là mẹ của Tiểu Dương, học trò của Vivi. Vivi giới thiệu Tào Quang làm gia sư cho Tiểu Dương, nhưng Tiểu Dương lại chẳng có chút thiện cảm nào với anh ta. Hiểu lầm được giải quyết xong, Tào Quang liền có cái nhìn khác hơn về Vivi. Đồng thời anh ta cũng chính thức xin lỗi cô và xóa bỏ bài đăng ác ý trước đó. Vivi đồng ý tha thứ cho anh chàng dở hơi này. Trên đường về, cả hai nói chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Về đến phòng, Vivi bất ngờ khi thấy cô bạn Nhị Hỉ đang đăng nhập vào trò chơi thiện nữ u hồn. Thì ra là vì Nhị Hỉ không muốn tiếp tục nói dối công ty và hủy hoại danh tiếng của Lô Vĩ Vivi. Vivi đăng nhập vào game và nhìn thấy thông tin về cuộc thi dựng clip tình yêu. Rồi cô vô tình lướt thấy video của vợ chồng Chân Thủy, liền tò mò bấm vào xem thử. Không ngờ nội dung của video lại nhằm mục đích bôi nhọ danh tiếng của cô. Vivi vô cùng tức giận nhưng chẳng biết làm gì, cô đành tắt máy tính rồi đi ngủ. Bạn bè của Tiêu Nại thấy được tin tức đó trên diễn đàn liền gọi điện báo cáo với Tiêu Nại. Bọn họ đề xuất Tiêu Nại gỡ bỏ bài đăng đó, nhưng anh quyết định sẽ sử dụng cách của người thông minh và tinh tế để giải quyết vụ việc. Lần này ngồi trong lớp học, Tào Quang lôi điện thoại ra ngắm hình của Vivi. Nhớ đến lúc được nói chuyện cùng cô, anh ta còn đến tìm và ngỏ ý muốn mời Vivi đi ăn tối nhưng cô khách sáo từ chối. Tào Quang lại ngại ngùng hỏi cô đã có bạn trai hay chưa. Vivi khéo léo trả lời xong liền nói lời tạm biệt rồi tiếp tục việc chạy bộ. Chạy được một đoạn, Vivi bắt gặp Tiêu Nại cũng đang chạy bộ ở phía trước nên cô nàng vội vàng quay đầu chạy ngược về. Nhị Hỉ đi học trễ nên lén la lén lút đi vào lớp nhưng bị Tào Quang chiếm mất chỗ ngồi. Cả hai lớn tiếng tranh cãi gây ảnh hưởng đến lớp học nên bị giảng viên khiển trách. Nhị Hỉ về đến phòng ngay lập tức than thở với Vivi về chuyện xui xẻo mà cô gặp phải. Vivi lại đăng nhập vào trò chơi và nghe được tin về trận quyết đấu giữa Nhất Tiếu Nại Hà và Chân Thủy. Hóa ra Nại Hà quyết đấu với Chân Thủy để lấy lại danh dự cho Vivi. Tin tức quyết đấu của hai cao thủ đã thu hút rất nhiều người chơi đến xem, họ bàn tán xôn xao khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Chân Thủy nhào lên sàn đấu liền ra đòn liên tục, Nại Hà đáp trả đòn tấn công một cách dễ dàng chẳng tốn chút sức lực nào. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, phần thắng đương nhiên thuộc về Nại Hà. Chân Thủy không những thua thảm hại mà còn bị xấu mặt vì rớt tận hai hạng. Hắn ta chấp nhận xóa đoạn clip bôi nhọ đó, nói xong liền rời đi cùng Yêu Yêu. Cảm thấy đám bạn ngu công quá mức ồn ào, Nại Hà liền dẫn Vivi đến một nơi riêng tư hơn để trò chuyện. Đại thần mở lời giải thích với Vivi lý do vì sao anh quyết đấu với Chân Thủy, chính là vì Chân Thủy dám bôi nhọ cô. Dám động tới vợ anh thì đụng là phải trụng, vì thế anh quyết định đánh cho nó out game luôn. Vivi ngồi học ở thư viện nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ về người chồng trong game. Cô đem giấy bút ra vẽ vời một lúc xong liền quyết định rời khỏi thư viện. Lúc này Tào Quang cũng đang đứng chờ Vivi đề nghị được đi chung với cô. Anh ta còn gọi điện đến ký túc xá của cô nhưng lại bị cúp máy vì đã lỡ gây thù chuốc oán với cô bạn Nhị Hỉ. Vừa đúng lúc Tiêu Nại vô tình đi ngang qua ký túc xá, hình ảnh Tiêu Nại phũ phàng từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ đập vào mắt Vivi. Nhờ đó mà cô đã nghĩ ra cách từ chối Tào Quang. Tào Quang lại nhân cơ hội đến gặp Vivi tại nhà ăn của trường. Anh ta bưng khay cơm đến ngồi ăn cùng Vivi, cô ăn xong liền hẹn anh ta ra một chỗ vắng người để nói rõ mọi chuyện. Cô nói rằng Tiêu Nại là người mình thích để Tào Quang từ bỏ ý định tán tỉnh cô. Bạn thân của Mạnh giật nhiên vô tình đi ngang và thấy Tào Quang và Vivi nói chuyện, cô ta liền lên giọng châm chọc Tào Quang. Mặc dù bị Vivi từ chối thẳng thừng nhưng Tào Quang vẫn chỉ trích cô ta lắm lời và muốn theo đuổi Vivi đến cùng. Tào Quang muốn thông qua việc chơi game để thân thiết hơn với Vivi, nên anh ta đã nhờ một bạn nữ cùng lớp lấy giúp mình ID game của cô nàng với điều kiện sẽ xóa hết những buổi vắng học của cô ấy. Tào Quang đến sân bóng rổ cùng nhóm bạn thì bắt gặp Tiêu Nại cũng đang chơi ở sân bên cạnh. Anh ta thấy vậy liền bước đến thách đấu một trận cùng Tiêu Nại. Tiêu Nại nhận lời thách đấu cùng Tào Quang. Cuộc chiến nảy lửa giữa hai trai đẹp của trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái. Tuy nhiên với khả năng chơi bóng rổ siêu phàm của Tiêu Nại thì tên Tào Quang cũng chỉ thành kép phụ tô điểm cho nam chính. Trận đấu kết thúc một cách nhanh chóng và chiến thắng thuộc về trai đẹp Tiêu Nại. Xong trận, Tiêu Nại liền xách cặp đi về. Nhưng lại vô tình nghe được tin Tào Quang đang theo đuổi hoa khôi của khoa công nghệ thông tin cũng chính là bối Vivi. Vừa nghe đến đó, Tiêu Nại liền thả cặp xuống và quay lại sân thách đấu với Tào Quang thêm một trận nữa. Kết quả vẫn như cũ, Tiêu Nại thắng cuộc còn Tào Quang thì bị hành cho ra bã. Vivi vừa học bài vừa tán gẫu cùng nhóm bạn cùng phòng, học hành xong xuôi Vivi lại vào game thì nhận được lời rủ dê đánh boss của Tiêu Nại. Con boss này bị Vivi công kích liền giở trò trêu hoa gẹo nguyệt cà khịa răm ba lời. Sau đó cả nhóm Tiêu Nại dồn lực tấn công, trong tích tắc đã đánh bại hắn ta. Trò chuyện cùng nhau một lúc, Vivi liền nói về việc mình muốn làm clip cho cuộc thi. Sau đó Vivi và Tiêu Nại cùng trao đổi về kịch bản cho clip, nội dung kể về tình yêu của nữ tặc và cầm sư cùng cái kết vô cùng thảm thiết. Tiêu Nại khá hài lòng với kịch bản mà Vivi nghĩ ra, cả hai quyết định sẽ bắt đầu làm clip vào sáng hôm sau. Hôm sau Vivi dậy từ sớm để quay video, qua cuộc trò chuyện cô phát hiện ra Tiêu Nại cũng là sinh viên như mình. Nhóm bạn cùng phòng của Tiêu Nại nhân cơ hội này liền nói xấu anh với Tam Tẩu. Khi biết được Vivi cũng học công nghệ thông tin, nhóm ngu công liền tỏ vẻ nghi ngờ. Cô là tiểu sư đệ và trêu ghẹo cô, Nhị Hỉ tập tành chơi game nhưng chưa gì đã thua ngay từ màn đầu tiên. Cô đành năn nỉ Vivi giúp mình qua màn, đúng lúc đó bỗng dưng có một bạn nữ tới quảng cáo mặt nạ. Cô bạn đó chính là người mà Tào Quang đã nhờ vả tìm giúp ID game của Vivi.
Nhưng lúc này Vivi đang chơi dùng cho Nhị Hỉ nên nick game cô này thấy được chính là nick của Nhị Hỉ. Sau khi đã hỏi được tên game và cả ID của Vivi, cô ta liền rời đi và nhắn tin báo cáo cho Tào Quang biết. Bên này Mạnh Dật Nhiên đã bắt đầu thực tập ở công ty của cậu mình với vai trò trợ lý, nghe bạn thân nói rằng Vivi cũng thích Tiêu Nại. Mạnh Dật Nhiên liền lợi dụng việc mình là cháu gái của giám đốc để loại trừ hồ sơ của Vivi và bạn cùng phòng. Hành động của cô ta khiến nhân viên phòng nhân sự cảm thấy khó xử nhưng cũng không dám làm trái ý. Tiêu Nại đang miệt mài chỉnh sửa video, ngay lúc đó ba của anh đến hỏi thăm anh và đề nghị cả hai cùng nhau chơi cờ. Ba của Tiêu Nại thấy con trai của mình dấn thân vào ngành game nên có phần lo lắng cho tương lai của anh. Tuy nhiên Tiêu Nại đã thành công thuyết phục được ba tin tưởng vào lựa chọn của mình. Anh còn nói rằng mình sẽ tham gia môn tự chọn do ba dạy vào tuần sau để kéo thêm sinh viên đến nghe giảng. Vivi có mặt ở lớp học từ rất sớm thì ra cô cũng học môn tự chọn của giáo sư Tiêu, chính là ba của Tiêu Nại. Tiêu Nại đến lớp thấy Vivi liền cố tình đến ngồi bên cạnh cô, thấy nam thần ở gần mình như vậy cô nàng không giấu nổi sự ngại ngùng. Tin tức Tiêu Nại tham gia lớp học của giáo sư Tiêu nhanh chóng lan truyền khắp nơi trong trường. Các nữ sinh ồ ạt kéo tới ngồi kín cả giảng đường, chỉ trong vài phút giáo sư bước vào lớp liền choáng ngợp vì sự siêng năng đột xuất của sinh viên. Giáo sư thấy vậy liền chọn một sinh viên bất kỳ để hỏi bài cũ, ai nấy đều cúi mặt né tránh ánh mắt của giáo sư. Đa số toàn vì trai đẹp mà tới ngồi cho có chứ có học hành quần què gì đâu, tuy nhiên người may mắn được chọn lại là Vivi. Vivi trả lời câu hỏi một cách tự tin vì cô là người chăm chỉ nhất cái lớp này, câu trả lời khiến cho giáo sư Tiêu rất hài lòng. Tiết học kết thúc, Vivi muốn ra khỏi chỗ ngồi để đi về nhưng không biết mở lời với Tiêu Nại như thế nào. Cô cứ ấp a ấp úng đến khi Tiêu Nại chủ động mở lời mới vội vàng cảm ơn rồi chạy khỏi giảng đường. Về đến phòng, Vivi kể chuyện mình được ngồi học bên cạnh Tiêu Nại cho bạn cùng phòng. Nghe mấy cô bạn than thở tiếc nuối vì bỏ lỡ mất cơ hội được ở gần nam thần. Ngoài trời đã sập tối nhưng Vivi vẫn miệt mài học bài ở thư viện, phía đằng sau có một người vẫn luôn dõi theo cô. Không ai khác chính là Tiêu Nại, mặc dù Tào Quang đã biết được ID game của Vivi nhưng anh ta vẫn chưa thể tìm ra đúng máy chủ. Trong khi đó Vivi vẫn đang chăm chỉ học bài ở thư viện, Tiêu Nại gửi video tham gia cuộc thi của thiện nữ u hồn cho Vivi xem. Còn anh thì lặng lẽ ngắm nhìn Vivi qua khe hở của kệ sách, video vẫn giữ nguyên phần lớn ý tưởng ban đầu của Vivi. Anh chỉ thêm một vài chi tiết nhỏ vào phần kết, không ngờ đoạn kết đó lại khiến cô khóc sướt mướt. Vivi lau nước mắt và dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo của Tiêu Nại, phải hai người ở cùng một nơi nhưng lại trò chuyện với nhau thông qua trò chơi. Cả hai bàn luận về đoạn video hang say, một lúc sau Vivi mới phát hiện mọi người xung quanh đã về hết. Cô đành tạm biệt Nại Hà, tắt máy tính rồi rời khỏi thư viện, Tiêu Nại cũng rời đi ngay. Anh ra ngoài và đứng phía xa nhìn bóng dáng cô một lúc thật lâu. Trở về phòng, Vivi thấy Nhị Hỉ vẫn đang miệt mài chơi game. Đang trên đường dạo chơi trong game thì Nhị Hỉ thấy người gặp nạn bèn ra tay cứu giúp. Tuy nhiên Nhị Hỉ lại không đủ khả năng chiến đấu nên đành phải cầu cứu Vivi. Chỉ trong nháy mắt Vivi đã đánh bại tiểu boss, người được cứu liền muốn nhận Nhị Hỉ làm sư phụ. Cô nàng mang chiến tích kia vào sáng sớm đã khoe khoang với nhóm bạn nhưng chẳng ai quan tâm đến câu chuyện của cô. Chân Thủy Vô Hương vì muốn chiều lòng Tiểu Vũ yêu yêu nên chấp nhận chi tiền để chiến thắng cuộc thi, nhằm giành lấy phần thưởng trang phục 7 màu, nhưng hắn ta sợ mất mặt nên không dám trực tiếp thương lượng với Vivi. Chỉ đành nhờ bạn thân trong game của cô ngỏ lời dùng, Vivi nghe xong liền trực tiếp từ chối rồi tạm biệt cô bạn. Sau đó cô hẹn nhóm Tiêu Nại đi đánh boss, cả hai vừa đến trước đã ngay lập tức xuất trận. Ba người còn lại đến sau thấy Tiêu Nại để cho Vivi một mình chiến đấu còn anh thì ngồi thong thả chơi đàn. Hai bên cà khịa nhau vài câu liền xảy ra một trận nội chiến, nhưng dù cả ba người hợp lực lại cũng không thể nào đánh bại được đệ nhất cao thủ. Cả đám sau đó trò chuyện sôi nổi thì máy chủ thông báo kết quả cuộc thi, clip quán quân thuộc về cặp đôi hiệp lữ Vivi và Nại Hà. Hai người nhận được phần thưởng là hai bộ trang phục 7 màu. Trở lại thực tại, cả bọn ngu công không hiểu vì lý do gì mà Tiêu Nại quyết định trở lại sống ở ký túc xá. Anh trở về khiến bọn họ cuống cuồng lau dọn phòng, giặt đồ đạc thật sạch sẽ. Trong lúc cả bọn đang trò chuyện rôm rả, Vu Bán Sang bỗng nhận được điện thoại từ một cô gái. Thì ra là thư ký của giám đốc Lý công ty Chân Ức, họ muốn hẹn gặp riêng anh để bàn chuyện công việc. Anh liền viện cớ đang bận nên sẽ gọi lại sau, sau đó anh ta liền kể lại sự việc cho đám anh em cùng phòng nghe. Tiêu Nại chẳng có vẻ gì là bất ngờ vì anh đã biết tổng mấy chiêu trò của công ty Chân Ức rồi. Cả bọn quyết định đi ăn trước rồi giải quyết chuyện này sau, phải bốn người bước vào căng tin thu hút hết mọi ánh nhìn của các nữ sinh có mặt tại đó. Dàn trai đẹp đứng xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt của mình. Nhìn thấy sự xuất hiện của Tiêu Nại, Vivi và Nhị Hỉ vui mừng như vừa nhặt được tiền. Vivi còn dự tính rằng Tiêu Nại chọn món nào thì cô sẽ chọn giống hệt như vậy. Người tính không bằng trời tính, Tiêu Nại xếp hàng sau nhưng cuối cùng hai người lại gọi món cùng một lượt. Trùng hợp hơn là cả hai lại cùng đồng thanh chọn món sườn xào chua ngọt. Tuy nhiên vì chỉ còn một phần cuối nên cả hai người đều quyết định gọi món khác. Trong lúc ăn, Vivi chợt cảm thấy chột dạ. Cô tự hỏi tại sao từ lúc mình mượn danh tiếng Tiêu Nại để từ chối Tào Quang thì tần suất gặp nam thần cũng ngày càng tăng lên. Trở về phòng, Vivi lên lịch hẹn ngày thi đấu cặp đôi cùng Tiêu Nại. Vivi và Nại Hà quyết định đi hoàn thành cửa cuối cùng của thần điêu hiệp lữ toàn hệ thống. Từ trước tới giờ chưa từng có cặp đôi nào vượt qua được cửa ải này, cả hai tiếp nhận nhiệm vụ thử thách của cửa ải. Cuối cùng đã lộ diện, nhiệm vụ ở cửa ải này là Vivi và Nại Hà phải tìm được nhau trong vòng 8 canh giờ. Vivi bị rớt xuống một vùng tăm tối và nhiệm vụ Nại Hà phải tìm được cô. May mắn là cả hai vẫn có thể nhắn tin với nhau, vì vậy Nại Hà có thể hỏi Vivi thêm một vài manh mối. Dựa vào những thông tin ít ỏi mà cô cung cấp, Nại Hà nhanh chóng tìm đến một nơi vừa có núi, vừa có nước. Trong khi nam chính cật lực đi tìm kiếm thì nữ chính ở phía bên này hết làm vệ sinh máy tính lại tiếp tục giải đề thi thử.
Trên đường đi tìm Vivi, Nại Hà gặp được một vị cao nhân đứng cạnh một bàn cờ còn đang dở dang. Thì ra ván cờ của ông ta đã qua 30 năm nhưng vẫn chưa thể tìm ra nước đi thích hợp. Tuy nhiên Nại Hà chỉ cần một nước đi liền xử lý xong ván cờ kia, vị cao nhân còn trao cho đại thần một bí kíp để vượt qua các ải. Tiếp theo Nại Hà chiến đấu hết mình vượt qua mọi thử thách để có thể nhanh chóng tìm thấy Vivi. Cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về Nại Hà, chàng lập tức cưỡi đôi chim cất cánh xuống đáy vực để rước Vivi trở về. Họ thành công trở thành đôi tình nhân thần tiên đệ nhất thiện nữ kết thúc thử thách. Cả hai đệ nhất hiệp lữ cùng nhau cưỡi thú cưng bay lượn trên bầu trời thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp trong game. Vivi bị Tiểu Vũ Thanh Thanh vu oan rằng cô cố ý cướp boss. Tuy cô không làm gì sai trái nhưng thái độ khinh thường của bang chủ và gia tộc Tiểu Vũ làm cô khó chịu, nên cô quyết định rời khỏi Bích Hải Triều Thanh Các, rời khỏi bang đôi vợ chồng có thêm nhiều thời gian để ở bên nhau. Là một đôi uyên ương ngao du thiên hạ, Vu Bán Sang đến gặp giám đốc công ty Chân Ức. Theo như lời mời hôm trước, giám đốc Lý bắt đầu buông lời dụ dỗ anh, tên giám đốc kia dùng đủ mọi chiêu trò để làm lung lay ý chí sắt đá của anh. Cuối cùng anh xin thêm thời gian để suy nghĩ tạm biệt rồi rời đi ngay tức khắc. Chiêu trò xấu xa của Chân Ức vô tình bị Mạnh Giật Như nghe. Cô bất bình lên tiếng thay cho Tiêu Nại nhưng lại bị cậu của mình dùng lời lẽ dễ nghe thuyết phục. Về đến nhà, Tiêu Nại Vu Bán Sang tụ tập cùng hội anh em, anh ta thuật lại những lời giám đốc Lý đã nói. Thì ra việc Tiêu Nại đến bàn bạc công việc với công ty Chân Ức là nhằm mục đích thăm dò. Chuyển cảnh Vivi đến dạy thêm cho cậu nhóc Tiểu Dương, Tiểu Dương đã hoàn thành hết bài tập được giao. Liền đề nghị Vivi cho mình chơi game trên máy tính của cô, Vivi không đồng ý. Nhưng cậu nhóc năn nỉ một lúc chấp nhận cả việc dùng trước thời gian chơi game của tuần sau. Cuối cùng Vivi cũng mềm lòng đồng ý với cậu bé, cô đăng nhập vào game và hướng dẫn cho Tiểu Dương cách chơi. Vivi đi vào bếp phụ cô giúp việc một tay, Tiểu Dương chơi game thấy những người trong game liên tục nói xấu Vivi liền gọi cô ra. Lần trước Vivi bị Thanh Thanh vu oan, cô quyết tâm lần này sẽ cướp lại boss để dằn mặt cô ta. Tiểu Vũ Thanh Thanh lại khóc lóc giả bộ đáng thương để tìm kiếm sự thương hại. Bỗng nhiên có một tài khoản đăng tải clip tẩy trắng cho Vivi khiến cho ả ta vô cùng mất mặt. Thì ra đó đều là tài khoản do bọn người ngu công tạo ra. Nại Hà lần đầu tiên chủ động trò chuyện trên kênh thế giới khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Anh còn thu mua kim cương số lượng lớn chỉ để tặng phu nhân ném chơi cho vui, cách tiêu tiền của người giàu cũng thật khác biệt. Cuộc chiến giữa các hiệp lữ bắt đầu, đối thủ của họ ở ván đầu tiên không ngờ lại chính là cặp đôi Chân Thủy và Yêu Yêu. Tiêu Nại dự tính xử lý Tiểu Vũ Yêu Yêu trước nhưng Vivi liền mở lời đề nghị mình sẽ là người bắt đầu. Tuy nhiên Vivi vừa tiến lên vài bước thì cặp đôi kia đã vội vàng bỏ trốn, vậy là chẳng tốn chút công sức nào. Nại Hà và Vivi hiển nhiên giành 3 điểm, ván đấu thứ 2 Vivi lại tiếp tục gặp người quen, họ đều là bằng hữu trong bang phái cũ của cô. Thực lực của cặp đôi Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ khó có thể vượt qua được vợ chồng Nại Hà và Vivi. Chỉ trong tích tắc Nại Hà và Vivi đã có thể giành về thêm 3 điểm. Sau trận đấu vòng 2, Điệp Mộng muốn nói chuyện riêng với Vivi, cô ta xin lỗi về việc Vivi bị hiểu lầm cướp boss trước đây. Điệp Mộng còn mong muốn cô quay trở lại bang, tuy nhiên Vivi từ chối vì đã không còn chút tiếc nuối gì với nơi đó. Cô chỉ muốn tập trung sức lực cho bảng xếp hạng hiệp lữ. Trong vòng đấu chung kết, biết hiệp lữ đối thủ của Nại Hà và Vivi lại là Chiến Thiên Hạ và Điệp Mộng. Nhưng ngay khi trận đấu sắp bắt đầu, hệ thống bỗng nhiên thông báo cặp đôi hiệp lữ đó đã chia tay khiến cho cộng đồng xôn xao. Nại Hà và Vivi hiển nhiên giành quán quân biết hiệp lữ của máy chủ Đế Đô Phong Vân. Cả hai sẽ đại diện cho máy chủ tiến vào vòng loại toàn hệ thống. Vivi vẫn cảm thấy khó hiểu nên quyết định đi tìm Nini để hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi giành chiến thắng liên tiếp, cặp đôi Nại Hà và Vivi xuất sắc tiến vào chung kết toàn máy chủ. Tuy nhiên tối mai Nại Hà có cuộc họp bàn chuyện làm ăn nên anh hẹn với Vivi sẽ đến trễ một chút. Nhị Hỉ nhận được email trúng tuyển của công ty kỹ thuật Chân Ức, kỳ lạ là ba cô bạn kia dù có năng lực nhưng lại không được nhận. Tuy hơi hụt hẫng nhưng bọn họ đều thoải mái đi ăn cơm rồi mua đồ cùng Nhị Hỉ. Cả đám đi mua sắm về thì bắt gặp Tiêu Nại trên đường, Tiêu Nại cũng nhìn thấy nhóm của Vivi. Anh mỉm cười với Vivi rồi rời đi. Trong lúc Vivi đi ăn cơm với nhóm bạn thì Tiêu Nại cùng Ngu Công lái xe trở về ký túc xá. Vì mải mê nói chuyện, Ngu Công lái xe không nhìn đường nên cả hai đã gặp tai nạn. Vivi vừa về đến phòng liền vội vàng mở máy tính để chờ Nại Hà. Tuy nhiên cô không biết rằng Tiêu Nại vừa mới bị tai nạn dẫn đến bất tỉnh nên không thể vào game được. Ngu Công ngồi ngoài phòng cấp cứu với gương mặt thất thần, anh không ngừng tự trách bản thân mình. Hai người còn lại trong nhóm cũng vừa chạy đến, Tiêu Nại là người đứng đầu cả nhóm nên ai cũng lo lắng cho tính mạng của anh. Đã đến giờ thi đấu chung kết nhưng Nại Hà vẫn không xuất hiện, Vivi buồn bã nhận thông báo thua cuộc từ máy chủ. Cùng đó là cả những lời chửi rủa từ mọi người hâm mộ cặp đôi của họ. Không thể chịu đựng được nữa, cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Nhìn thấy hoàn cảnh của Lô Vĩ, Vivi đám người Tiểu Vũ cười đùa rất hả hê. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu, nghe thấy kết quả đám người Ngu Công ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Khuôn mặt cả bọn đều hoang mang như không tin vào những gì vừa nghe được. Ở phía Vivi, khuôn mặt cô lộ rõ sự thất vọng, tâm trạng ngày càng tụt dốc. Sự việc đó là cú sốc rất lớn đối với cô, kể từ ngày ấy Vivi không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Trong đầu cô tràn ngập hình bóng của Nại Hà, trong bệnh viện Tiêu Nại cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Tuy nhiên anh vẫn phải nằm trong bệnh viện để theo dõi thêm. Nhưng điều Tiêu Nại lo lắng lúc này không phải sức khỏe của bản thân mình mà lại chính là lời hứa với Vivi. Vu Bán Sang thành tâm cúi đầu nhận lỗi với ba mẹ của Tiêu Nại, anh ta luôn cảm thấy tội lỗi vì bản thân là người đã gây ra tai nạn. Ba mẹ Tiêu Nại hoàn toàn không trách anh ta, phải hai người họ còn khuyên nhủ rằng chuyện đã qua rồi nên đừng suy nghĩ nữa. Tiêu Nại tỉnh lại liền kêu Vu Bán Sang đăng nhập vào game báo tin cho Vivi biết. Anh lo rằng cô sẽ thất vọng vì anh đã lỡ hẹn để cô phải chờ đợi trong vô vọng. Mẹ của Tiêu Nại vô tình nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Nghe đến tam tẩu mẹ, anh liền mừng thầm vì con trai mình cuối cùng cũng có người yêu.
Nhưng ba của Tiêu Nại thì không nghĩ như vậy, ông liên tục đưa ra những lý lẽ để bác bỏ suy nghĩ của vợ mình. Mặc dù Tiêu Nại đã tai qua nạn khỏi nhưng Vu Bán Sang vẫn không ngừng tự trách mình. Khuôn mặt anh lúc nào cũng ủ rũ y hệt như cái bánh bao chiều. Sau vụ việc này, Bán Sang càng nể phục và trân trọng tình bạn giữa mình và Tiêu Nại nhiều hơn. Anh còn thề rằng sẽ luôn trung thành với Tiêu Nại, sống là người của lão Tam, chết làm ma của lão Tam. Lời tâm tình của anh khiến cả hai người còn lại cũng rơm rớm rơi nước mắt, còn Vivi cứ mãi suy tư không thể tập trung để làm việc gì khác. Nhị Hỉ đánh boss không lại liền cầu cứu Vivi, thế nhưng lần này Vivi đành chịu thua. Cú sốc vừa qua khiến cho tinh thần của cô suy sụp rất nhiều. Cô tâm sự với Nhị Hỉ, cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại Nại Hà. Ngồi trong thư viện, Vivi xem lại video dự thi lần trước, cô vừa xem vừa khóc và suy nghĩ rất nhiều. Cô không dám đăng nhập vào game mặc dù rất muốn biết liệu Nại Hà có đang hoạt động hay không. Tiêu Nại ngồi trên giường bệnh, anh nhắn tin cho Nini để hỏi thăm những chuyện xảy ra vào ngày anh bị tai nạn. Anh nóng lòng muốn biết tình hình hiện tại của Vivi nên đã hack luôn máy tính của cô. Nhờ vậy anh mới biết được cô đang xem lại đoạn video kia. Tiêu Nại còn nhờ hack Mi làm một thứ bỏ vào game, để bất cứ khi nào Vivi đăng nhập thì anh sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Vivi vẫn tua đi tua lại đoạn video đầy áp kỷ niệm kia, cô xem bao nhiêu lần thì Tiêu Nại cũng xem bấy nhiêu lần. Hôm sau, Vivi buồn bã đi dạo đến hồ nước, Tào Quang nhìn thấy cô nhưng chưa kịp đến gặp thì cô đã rời đi. Nhìn thấy vẻ buồn rầu của Vivi suốt mấy ngày liền, Tào Quang tính kế tiếp cận Nhị Hỉ để thăm dò. Nhị Hỉ lại đến lớp trễ, Tào Quang hôm nay đột nhiên tốt bụng chừa chỗ cho cô nhưng mỗi lần gặp tên này Nhị Hỉ đều gặp chuyện xui xẻo. Cô vừa ngồi xuống thì chiếc ghế gãy làm đôi khiến cô ngã chổng vó, đã vậy còn bị giảng viên phê bình. Tào Quang nhân cơ hội đó liền đóng vai người tốt xin phép đưa Nhị Hỉ đến phòng y tế và tiện thể hối lộ cô bằng sữa tiệt trùng. Tối đến, Nhị Hỉ vào game tâm sự với đồ đệ của mình, bỗng dưng cô muốn yêu đương. Vị đồ đệ đó không ai khác chính là Tào Quang, anh dẫn cô đi ngắm đom đóm và đốt pháo hoa giúp cô giải tỏa tâm trạng. Tào Quang vẫn cứ tưởng người ở phía bên kia màn hình là Vivi nên rất vui vẻ để tâm tình trò chuyện. Tào Quang còn nhân cơ hội này đề nghị kết thành hiệp lữ với cô, được tỏ tình bất ngờ Nhị Hỉ sung sướng đồng ý. Còn Tào Quang được chấp nhận nên vui mừng nhảy cẫng lên. Mấy ngày sau, Vivi vẫn xem hoài đoạn video đó nhưng rồi cô quyết định gạt mọi chuyện sang một bên, lấy lại tinh thần cho kỳ thi sắp tới. Đang ngồi giải đề ở phòng, Vivi nhận được một cuộc điện thoại từ nhà phát hành game Thiện Nữ U Hồn. Thì ra là họ muốn mua bản quyền video của Vivi và Nại Hà để quảng cáo cho tựa game. Vivi nghe xong thì hẹn hôm khác sẽ trả lời họ vì cô cần phải hỏi ý kiến của Nại Hà. Nhờ cuộc gọi vừa rồi mà Vivi vui vẻ hơn hẳn, cô vội vàng mở máy tính rồi đăng nhập vào game. Vừa vào game liền nhận được lời nhắn của Nại Hà và Ngô Công. Ngô Công kể lại cho Vivi nghe tất cả những chuyện đã xảy ra và xin được nhận lỗi với cô. Ngay khi nghe tin Nại Hà gặp tai nạn dẫn tới hôn mê, cô lập tức chạy đến tìm anh theo lời nhắn vừa nhận được. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe, Vivi liền kể về cuộc gọi vừa rồi cho Nại Hà nghe. Anh liền nắm bắt thời cơ đề nghị muốn gặp cô ngoài đời thực, lấy lý do rằng chuyện bản quyền video cần phải trực tiếp gặp mặt mới có thể trao đổi được. Anh còn đưa số điện thoại để chứng minh mình sẽ không thất hứa. Vivi được người trong mộng hẹn gặp mặt liền vui mừng phấn khích cười mãi không thôi, cô ngại ngùng lấy cớ có việc bận rồi thoát khỏi game. Cuộc hẹn gặp mặt khiến cô háo hức đến mức nổi hứng rủ cả phòng đi mua quần áo mới cùng mình. Từ phòng thử đồ bước ra, Vivi khoác lên mình bộ váy đỏ xinh đẹp làm cho cả đám bạn há hốc mồm vì bất ngờ. Tuy nhiên cô chỉ muốn mua một bộ quần áo hiền lành thục nữ như tính cách vốn có của mình. Sau khi đã chọn được chiếc váy ưng ý, Vivi tiếp tục chọn cho mình một đôi giày phù hợp. Cô sợ rằng mình sẽ cao hơn người kia nên cô chỉ chọn một đôi giày đế bằng. Vivi rời khỏi cửa hàng đi về cùng hội bạn, vô tình Mạnh Giật Nhiên và cô bạn thân cũng ở gần đó. Nhìn thấy Vivi mua đồ tại cửa hàng nhỏ, Mạnh tiểu thư liền buông lời chế nhạo ra vẻ ta đây. Sáng sớm hôm sau, Vivi cùng nhóm bạn đến trường để thi, bước vào phòng thi hoa khôi, Vivi khiến ai nấy cũng phải chú ý đến cô. Cô hoàn thành bài thi từ rất sớm và thong thả đi đến địa điểm hẹn, đứng chờ một lúc cô liền nhìn thấy Tiêu Nại. Hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau chằm chằm, phân vân một lúc cuối cùng Vivi quyết định đi đến để chào hỏi đàn anh. Tiêu Nại chẳng đáp lời nào, anh đi lướt qua cô như muốn làm lơ, sau đó đột nhiên cất lời rằng anh đang đợi cô. Lúc này Vivi mới nhận ra Nhất Tiếu Nại Hà chính là Tiêu Nại nam thần của trường. Anh này đúng là bản thiết kế vĩ đại đẹp, giỏi đã vậy còn chơi game hay hết phần thiên hạ, đúng là thịt bò hạng nhất đây rồi. Vivi bất ngờ quay người nhìn anh, cô vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra còn sợ rằng lát nữa sẽ xuất hiện thêm một Nại Hà. Nhưng vừa nghe Tiêu Nại gọi tên mình, cô liền cố gắng bình tĩnh và đi theo anh. Tiêu Nại dẫn Vivi đi ăn trưa, cô không giấu nổi sự hồi hộp của mình. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện khá thoải mái nhưng chỉ được một lúc thì cả hai đều im lặng. Đang ăn thì Vu Bán Sang gọi đến nhắc nhở Tiêu Nại phải tham gia trận đấu bóng rổ. Trước khi từ biệt, anh hỏi Vivi có muốn đến xem trận đấu không, cô liền gật đầu mà không cần suy nghĩ. Ta nói nghe, trai đẹp giờ có kêu hái sao trên trời thì vẫn đi, nói chi là đi xem bóng rổ. Ăn xong, Vivi chờ Tiêu Nại về nhà lấy xe, cô e dè nói rằng việc cả hai đi chung sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Giờ hiểu sâu tới đâu cũng được, nói chi hiểu lầm. Câu trả lời của Tiêu Nại càng khiến Vivi bối rối hơn. Quay người đi hướng khác suy nghĩ thật lâu, thấy cô vẫn còn đắn đo, anh tiến đến trấn an khiến cô đồng ý lên xe ngồi. Cặp đôi trai xinh gái đẹp đạp xe trong trường thu hút rất nhiều sự chú ý từ mọi người. Anh để ý thấy Vivi mặc váy ngồi trên xe đạp có chút bất tiện liền ghé cửa hàng mua một ít đồ ăn cho cô, sẵn dùng túi đồ để che chắn chiếc váy. Bởi ta nói anh này ảnh đẹp mà còn thông minh và tinh tế, đến trường Vivi ngại ngùng tạm biệt rồi bỏ chạy, Tiêu Nại chỉ biết cười bất lực. Sân bóng rổ náo nhiệt hơn vì sự xuất hiện của Tiêu Nại và cả những hoa khôi của trường.
Để bịt miệng đám bạn đang mải mê bàn tán về cuộc thi nhan sắc, Vivi liền mang đống đồ ăn mà lúc nãy trai đẹp đã mua đưa cho bọn họ ăn. Đồ ăn của Vivi thì không khen ngon, nhưng cứ khen Tư Nại nhìn ngon quá làm Vivi cười thầm, hàng ngon kia thì của chị. Trận đấu bắt đầu, Tư Nại vào sân liền xuất sắc ghi bàn hết lần này đến lần khác. Vì sức khỏe không ổn định nên anh chỉ tham gia nửa hiệp rồi ra sân nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng không ngờ được chỉ một lúc sau anh lại bước về phía khán đài trực tiếp ngồi cạnh Vivi. Anh còn chủ động mở lời hẹn gặp cô vào ngày mai, sự việc đó khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên. Cả khán đài lập tức bàn tán xôn xao về cặp đôi mới này. Mạnh Dật Nhiên cùng cô bạn thân ngồi phía sau thấy được cảnh đó liền hậm hực khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Trên khán đài mấy cô bạn của Vivi vẫn đang há hốc miệng vì bất ngờ, Tiêu Nại hỏi thăm xong liền xin phép ngồi bên cạnh cô. Mạnh Dật Nhiên ở phía sau thì ỏng a ỏng ẹo khó ở khó chiều vì bị trai đẹp ngó lơ. Cô ta dựng cá chém thớt đổ hết tội lỗi lên đầu cô bạn thân ngồi cạnh. Trận đấu trên sân vẫn đang diễn ra, tỷ số dần dần được san bằng khiến ai cũng lo lắng, Tiêu Nại ghé vào tai bàn luận cùng Vivi. Còn hội chị em ngồi bên cạnh thì vẫn đang lâng lâng như người trên mây vì được nam thần vẩy tay chủ động chào hỏi. Vivi ngại ngùng giới thiệu nhóm bạn của mình với Tiêu Nại, kết thúc trận đấu anh dẫn cô đến giới thiệu cho đám bạn cùng phòng của mình. Vivi nổi tiếng là hoa khôi của khoa thì ai cũng đã biết, nhưng khi nghe đến tên Lô Vĩ Vivi, hai người bạn của anh đều ngỡ ngàng đến ngơ ngác, không ngờ Tam Tẩu và Vivi là cùng một người. Cả đội bóng bắt Tiêu Nại mời cơm để chúc mừng ngày vui và rủ cả Vivi theo cùng. Cô kiếm cớ từ chối khéo rồi rời đi cùng đám bạn, vừa quay người đi thì bị anh kéo tay giữ lại. Anh hỏi cô thời gian và địa điểm cả hai sẽ hẹn hò vào ngày mai. Vivi lúng túng trả lời xong liền tạm biệt rồi chạy nhanh về phía hội bạn thân của mình. Hách Mi bạn cùng phòng của Tiêu Nại vì bận việc nên đến trễ, mọi người xung quanh đã giải tán. Anh chàng tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ cơ hội gặp mặt người yêu của nam thần cùng phòng mình. Trên đường về ký túc xá, Vivi vì rơi vào lưới tình nên liên tục cười tủm tỉm. Ba cô bạn đi sau kéo cô lại tra hỏi đầu đuôi sự tình, Vivi thật thà kể lại chuyện yêu đương từ trong game đến ngoài đời của cô. Phía khác cả đội bóng rổ kéo nhau đi nhậu và bàn tán về chuyện tình yêu của Tiêu Nại. Tiêu Nại nghe bạn bè nói về việc Vivi bị đặt điều nói xấu trên một diễn đàn vô danh. Anh liền mượn máy tính đánh sập luôn cái diễn đàn đó trong vòng 1 phút 30 giây khiến cả bọn nể phục. Mấy cậu trai ăn xong thì mở điện thoại hóng chuyện. Không ngờ chuyện tình bất ngờ của Tiêu Nại đại thần và mỹ nhân Vivi đã khiến cho diễn đàn của trường tạm ngưng hoạt động vì quá tải phía. Bên Tào Quang vẫn chưa hay biết chuyện gì, anh chàng mải mê lựa quà cho người đẹp ở cửa hàng với gương mặt đầy hào hứng. Về đến trường anh ta liền được bạn mình báo tin rằng người đẹp lòng anh đã là hoa có chủ. Anh ta nghe xong thì nổi khùng lên muốn tìm đến sân bóng rổ để tính chuyện nhưng bị cản lại. Trong lúc đó Mạnh Dật Nhiên ngồi ở quán cà phê vẫn còn tức tối vì bị cướp mất cơ hội được ở bên cạnh nam thần. Cô ta liên tục buông lời ác ý với cô bạn thân của mình, cô bạn kia đành nhẫn nhịn xuống nước nịnh nọt Mạnh Dật Nhiên nhưng vô ích. Mạnh tiểu thư không thèm nghe bạn mình nói đứng dậy bỏ đi về, cô vừa rời đi cô bạn kia liền trở mặt. Thì ra cô ta chơi với Dật Nhiên chỉ vì mục đích để lấy le chứ cũng không thân nhau lắm. Tào Quang vừa trải qua nỗi đau thất tình nên mượn rượu giải sầu mặc kệ sự can ngăn của anh bạn mà nốc hết chai này đến chai khác. Thì ra Tào Quang cứ nghĩ nhân vật mà anh kết hôn trong game chính là Vivi nên nghĩ cô đã phản bội anh, đúng là khủng tưởng anh hùng thời đại. Anh ta vẫn còn cay cú chuyện mình vừa bị cháp cho rằng bản thân đã gặp cờ đỏ chính hiệu nên liên tục buông lời sỉ nhục Vivi. Đúng lúc này cô bạn của Mạnh Dật Nhiên tình cờ đi ngang và nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Cô lập tức lôi điện thoại quay lại nhằm mục đích bôi nhọ danh tiếng của Vivi. Giữa đêm Nhị Hỉ đột nhiên ôm bụng đau quằn quại, cả phòng liền thức dậy vội vàng đưa cô vào bệnh viện. Cả ba người tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn ở lại để chăm sóc cho Nhị Hỉ. Sáng hôm sau Vivi tỉnh dậy thì thấy Nhị Hỉ đã thức giấc và đang nằm suy tư. Thì ra vì cô ấy uống quá nhiều thuốc giảm cân dẫn đến viêm dạ dày cấp tính. Vivi thấy đã gần đến giờ hẹn nên mượn điện thoại để gọi báo tin cho Tiêu Nại, nhưng vừa mở cửa thì anh xuất hiện trước mặt như một vị thần. Bốn cô gái được nam thần lái xe trở về tận nơi, ngồi trên xe ba cô bạn tụng lại hỏi rằng Tiêu Nại có em trai không. Nếu không phải thịt bò hạng nhất thì cùng là miếng phô mai loại tốt, đúng là mê trai đầu thai cũng không hết. Vivi hết lời với mấy đứa bạn của mình đành hỏi dùm nhà anh có em trai không, Tiêu Nại trả lời ba mẹ anh chỉ có một bản thiết kế vĩ đại là anh. Về đến nhà Vivi ngủ một giấc đến chiều, cô nhận được cuộc gọi từ người yêu thì ra anh gọi rủ cô đi tự học. Anh đến đón cô bằng xe đạp, cả hai sánh đôi cùng nhau trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Tiêu Nại không dẫn Vivi đến thư viện như đã hứa, thay vào đó anh đưa cô đến công ty của mình vì anh cần sự riêng tư cho cả hai. Đến văn phòng anh ngồi vào bàn chăm chú làm việc còn cô thì im lặng đọc sách, cả căn phòng liền yên ắng không còn bất cứ tiếng động nào. Sau đó Vivi được bạn trai cho xem bản thiết kế nhân vật cho tựa game sắp ra mắt của nhóm. Cô rất thích thú và dành nhiều lời khen có cánh cho game của Tiêu Nại, cô mở lời xin anh cấp cho mình một tài khoản thử nghiệm. Anh liền lấy cớ trêu chọc cô rằng để xem xét lại tình cảm đôi bên mới có thể quyết định. Vivi nhìn ngắm xung quanh thì phát hiện ra hai chiếc ly giới hạn của thiện nữ U Hồn, trên đó còn có hình nhân vật trong game của cả hai người. Tiêu Nại kể cho cô nghe về cái lần anh vô tình bắt gặp cô đang đánh boss ở tiệm net, thì ra anh đã bị cô thu hút từ khoảnh khắc đó. Vivi tay cầm sách nhưng mắt thì đang bận ngắm nam thần trước mặt, nhìn say đắm đến nỗi khiến anh cũng không thể tập trung làm việc. Tiêu Nại dừng tay lên tiếng nhắc nhở Vivi khiến cô ngại đến mức không biết nên giấu mặt vào đâu. Ở ký túc xá ba anh bạn kia lập hội cùng nhau chơi bóng đùa giỡn náo loạn cả căn phòng. Cả hai cùng nhau vào nhà hàng ăn trưa, Vivi cố gắng ăn nhanh để lén trốn về ký túc xá. Tiêu Nại đoán ra được ý định của cô, anh liền mở lời đề nghị PK, thấy vậy Vivi sao có thể từ chối lời mời gọi hấp dẫn đó. Cô ngay lập tức gật đầu đồng ý, cả ba cô bạn cùng phòng đều bỏ nhà theo trai, chỉ còn Nhị Hỉ bơ vơ một mình.
Cô buồn chán không biết làm gì liền đăng nhập vào game và than thở với người yêu trong game. Còn Tào Quang vẫn hiểu lầm người chơi game cùng anh ta là Vivi, tuy trong lòng rất cay cú nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra bình thường. Cô nàng Nhị Hỉ ngây ngô vẫn vui vẻ không biết chuyện gì, nhà phát hành game hẹn gặp Vivi để bàn về vụ bản quyền video. Cô liền áp dụng kỹ năng trả giá đỉnh cao của mình vào phi vụ lần này. Vivi không nhận tiền đổi lại cô yêu cầu được cung cấp 5 linh thú và 2 nguyên liệu quý hiếm, ra là để chế tác quà tặng độc quyền cho người yêu. Vì lỡ miệng gọi Hách Mi là mỹ nhân sư huynh, Vivi đành đem Ngu Công và Hầu Tử Tử ra chịu tội thay. Chỉ một câu nói của cô đã khiến ba anh chàng đem nhau ra đại chiến 500 hiệp. Vừa lúc đó Vivi cũng nhận được quà trong game, theo như thỏa thuận cô liền kêu Hách Mi đến nhận quà. Anh chàng có vẻ ngứa đòn nên mách lẻo với cô về việc Tiêu Nại vừa nhận được lời tỏ tình. Vivi bị kích động liền giở mánh khóe ông ăn trả, bà ăn nem nói rằng mình cũng được tỏ tình từ nhỏ đến lớn. Đúng lúc đó Tiêu Nại đang đăng nhập vào game và vừa kịp lúc thấy câu nói đó, cô liền bình tĩnh lấy cớ rớt mạng để bào chữa cho chính mình. Anh lập tức giải thích về cuộc gọi hồi chiều để tránh việc bị người yêu hiểu nhầm. Còn Hách Mi liền chớp lấy thời cơ kiếm cớ chuồn lẹ trước khi bị Tiêu Nại hỏi tội, nhân cơ hội cả hai người liền trêu chọc tán tỉnh lẫn nhau. Trong lúc trò chuyện với nhau, Vivi lỡ miệng nói ra mấy lời xến xúa, cô dự định len lén chuồn đi thì Nam Thần liền gọi điện đến khiến cô giật mình. Hai người bàn luận về linh thú một chút rồi cùng nhau vào game đánh boss. Lần đánh boss này Tiêu Nại và Vivi cần thêm một người có thể đánh tầm xa, họ liền nhờ cô bạn Nini tìm giúp thêm người để tham gia trận đánh. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cô bạn kia vừa gửi lời mời thì Chân Thủy và Yêu Yêu lập tức nhận lời ngay. Cô gái hoảng loạn đến mức ngồi nghĩ ra trăm phương ngàn kế để hủy trận đấu, cuối cùng Nại Hà liền chấp nhận và lập đội chiến đấu cùng nhau. Cả hai bên trước giờ là đối thủ không đội trời chung nhưng lần này buộc phải hợp tác cùng nhau để đánh bại boss. Cả nhóm 5 người tiến vào hang động U Minh, để có thể đánh bại boss họ phải vượt qua được 3 cửa ải khó khăn. Mọi người vừa đi vào trong vừa lắng nghe lời Nini giới thiệu về vòng đấu. Trong lúc đó Tiểu Vũ Yêu Yêu lại tò mò liền chạy đi hướng khác. Chào đón họ là một mỹ nữ mặc áo trắng muốn thử tài của những người tham gia thử thách này. Cả 4 người liền hợp sức đánh bại Tiểu Thiện, bỗng nhiên Tiểu Vũ Yêu Yêu từ đâu chạy đến cầu cứu Chân Thủy. Một đám tiểu yêu đang đuổi theo phía sau cô ta, Nại Hà liền tung một chiêu đánh bay hết đám tiểu yêu đó. Vừa đúng lúc Vivi giành chiến thắng trong trận giao đấu với mỹ nhân kia. Cả nhóm thành công vượt ải thứ nhất, Tiểu Thiện đồng ý làm người dẫn đường cho họ. Trên đường đi họ cùng nhau đánh tan xác những tên cản trở phía trước, còn cô nàng Yêu Yêu đã yếu còn thích ra gió. Cô ta không giúp đỡ được gì mà còn trở thành gánh nặng của cả bọn, sau một lúc cũng đã đến được cửa ải cuối cùng. Nini liền đề xuất ai có cấp cao nhất sẽ là người chỉ huy, Chân Thủy định sẽ giành vị trí này. Nhưng Nại Hà nói một câu liền khiến cho hắn ta không dám hó hé thêm gì nữa. Thấy tình hình căng thẳng, Vivi liền tự nhận chức nhóm trưởng, cả nhóm tiến vào trong đứng trước mặt U Minh lão quỷ. Lão quỷ này là tên vô cùng điên khùng, bà ta tung chiêu hù dọa cả đội của Vivi. Cả hai bên chiến đấu vô cùng căng thẳng, cặp đôi Chân Thủy và Yêu Yêu bị lão quỷ tiễn về cõi vĩnh hằng. Nại Hà liền ra tay hồi sinh cả hai người, cuối cùng cả nhóm cũng đã chiến thắng lão quỷ và vượt qua được vòng đấu này. Vivi cùng Nại Hà tạm biệt Nini rồi rời đi, Tiêu Nại ra ngoài một lúc để nghe điện thoại, còn Vivi thì mải mê suy nghĩ ngẩn ngơ. Cô chợt nhớ ra mình phải làm cho xong món quà tặng cho người yêu, sáng hôm sau cả hai cùng nhau đến nhà ăn của trường để ăn sáng. Mặc dù sắp đến giờ lên máy bay để đi công tác nhưng Tiêu Nại vẫn đến trường để ăn sáng cùng Vivi. Cả hai vừa ăn vừa trêu đùa nhau, ba Tiêu Nại vừa về đến nhà đã dành lời khen cho Vivi, mẹ của anh xem qua bài luận của cô liền thấy rất ưng ý. Vivi cùng mấy cô bạn đang xếp hàng chờ cơm ở nhà ăn, Hách Mi vừa thấy cô liền chen hàng đứng sau lưng cô. Anh chàng nghe được cuộc nói chuyện của họ liền không nhịn được cười lớn tiếng thu hút ánh nhìn của cả nhóm Vivi. Anh ta không biết nói gì đành chào Vivi và tự giới thiệu tên trong game của mình. Vivi trêu chọc gọi Hách Mi là mỹ nhân sư huynh, tội nghiệp anh chàng vừa gặp mặt đã bị tam tẩu cà khịa. Hách Mi không nhịn được liền nhắn tin mách lẻo với Tiêu Nại nhưng lại bị anh dội cho gáo nước lạnh làm mất cả hứng. Ăn cơm xong Tiêu Nại đến bàn việc với công ty Phong Đằng, người yêu đi công tác, Vivi ở phòng chăm chỉ ôn bài. Điện thoại chợt kêu khiến cô tưởng là Tiêu Nại gọi đến, ai ngờ lại là đám Ngu Công gọi điện để đòi linh thú. Không đòi được Vivi, Ngu Công liền nhắn tin than thở với Tiêu Nại. Chuyển cảnh Mạnh Giật Nhiên tất bật chuẩn bị váy áo tóc tai để tham gia buổi tiệc cùng cậu của mình. Cô ta để cậu mình chờ bên ngoài, đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc nhưng vẫn chưa xong, cậu của cô đành đi trước để cô một mình đến sau. Phía bên này Tiêu Nại cũng đang trên đường tới tham dự buổi tiệc cùng phó tổng của công ty Phong Đằng. Trong lúc mọi người đang bàn luận về việc hợp tác kinh doanh, thì Mạnh Giật Nhiên mở cửa bước vào thu hút sự chú ý của những người có mặt tại bữa tiệc. Vivi bên này thì đang tập trung ôn thi thì ba cô bạn cùng phòng đi về. Vừa trở về phòng bọn họ than thở với cô về sự mệt mỏi khi ngồi học ở thư viện. Vivi mở máy tính đăng nhập vào game, đúng lúc nhóm Ngu Công đã đứng sẵn đợi cô đến để nhận linh thú. Họ nhân lúc Tiêu Nại vắng mặt cùng nhau thêm mắm dặm muối bàn luận về chuyện đi công tác của anh để chọc ghẹo Vivi. Cô đáp trả lại khiến bọn họ không dám hó hé thêm lời nào. Cô lại tiếp tục công cuộc ôn bài thì bỗng nhiên bị Nhị Hỉ gọi tên bảo cô lên diễn đàn trường hóng tin tức mới. Cô dừng bút và lập tức mở máy tính truy cập vào diễn đàn. Có một người nào đó tên Ái Hương Nại Nhi đã viết bài công kích bôi nhọ danh dự của Vivi. Trong lúc đó người yêu của cô là Tiêu Nại vẫn đang ở Thượng Hải tham gia buổi tiệc bàn chuyện làm ăn. Cánh cửa nhà hàng mở ra, Mạnh Giật Nhiên bước vào phòng tiệc trước sự trầm trồ của mọi người. Tiêu Nại đang tiếp chuyện với giám đốc của công ty Phong Đằng nên không để ý gì đến cô ta. Một lúc sau khi đang đứng uống rượu thì Tiêu Nại vô tình nghe được hai chàng trai đang có ý đồ xấu xa với Mạnh Giật Nhiên. Anh uống một ngụm rượu sau đó xoay người bước đến chỗ của Mạnh Giật Nhiên. Hai người đối mặt nhau, Tiêu Nại chỉ nói một câu để giải nguy cho cô xong thì rời đi ngay lập tức.
nhưng cô ta lại ảo tưởng mình đã thành công thu hút sự chú ý của nam thần mừng như mở cờ trong bụng. Bước ra khỏi phòng tiệc, Tiêu Nại liền gọi cho Vivi, cả hai trò chuyện trêu chọc nhau một lúc. Nghe điện thoại xong, tinh thần của Vivi liền phấn chấn trở lại, cô cười vui vẻ quên hết mọi buồn phiền, không ngờ mê trai lại có nhiều lợi ích như vậy. Nhi Hỉ vừa đánh răng vừa lướt điện thoại, bỗng dưng thấy tài khoản đăng bài bôi nhọ Vivi lúc nãy đã bay màu không để lại dấu vết gì. Hôm sau Vivi đi học về, vừa bước vào phòng đã thấy Nhị Hỉ sốt sắng đứng đợi mình. Cô cứ tưởng mình lại có thêm tin đồn xấu, ai mà ngờ chỉ là cô bạn Nhị Hỉ đã lỡ lời nói muốn Tiêu Nại mời cả phòng đi ăn cơm. Bọn họ còn hào phóng tặng váy cho Vivi để cô mặc vào buổi hẹn dùng cơm với nam thần. Cô gọi điện cho Tiêu Nại để hỏi ý kiến nhưng anh đang bận việc nên trả lời nhanh chóng rồi nói sẽ gọi lại cho cô sau. Tiêu Nại vừa xuống máy bay đã lập tức lái xe đến đón Vivi cùng nhóm bạn đi ăn cơm. Chỉ cần nhìn từ xa anh đã nhận ra ngay người yêu của mình đang mặc một chiếc váy đỏ cực kỳ nổi bật và xinh đẹp. Nhóm bạn Nhị Hỉ vừa lên xe liền xôn xao nói chuyện không ngừng, hết khen xe của nam thần, lại bàn đến việc đi ăn nhà hàng Pháp. Vivi lập tức phản đối ý kiến của bạn mình, Tiêu Nại vì muốn chiều lòng khách mời nên đồng ý với bọn họ rồi quay sang dỗ dành Vivi. Xe chạy đến trước nhà hàng, Tiêu Nại bảo bọn họ vào trong tìm chỗ ngồi còn mình thì đi đỗ xe. Mấy cô bạn của Vivi cố ý muốn đến nhà hàng này vì vô tình biết được Mạnh Dật Nhiên và Ái Hương Ngại Nhi sẽ ở đây. Trùng hợp là hai cô gái kia cũng đang dùng bữa ở bên trong, Vivi cảm thấy không thoải mái khi biết bạn mình làm vậy chỉ để dần mặt hai cô gái kia. Tiêu Nại đỗ xe xong liền đi đến cạnh Vivi, cô vừa đi vừa áy náy trong lòng. Cuối cùng cô nói rằng mình muốn đi đến chỗ khác với lý do là sợ sẽ không hợp đồ pháp. Bên trong nhà hàng, Ái Hương Nại Nhi vẫn đang chỉ dẫn cho Mạnh Dật Nhiên cách tiếp cận nam thần Tiêu Nại. Cô ta chỉ nói vài câu đã lập tức lấy được lòng tin của cô nàng tiểu thư ngây ngốc kia. Bỗng nhiên Mạnh Dật Nhiên nhận được tin nhắn từ Nana, tất cả đều là bằng chứng vạch trần bộ mặt thật của người ngồi trước mặt cô. Trong lúc đó, đám người Nhị Hỉ và cặp đôi Tiêu Nại đã đến một nhà hàng khác và đang chú tâm chọn món. Mọi người ăn uống no say và nói chuyện cùng nhau cực kỳ vui vẻ. Rời khỏi nhà hàng, Tiêu Nại lái xe chở Vivi đi dạo. Anh dừng xe ở góc đường quay sang trò chuyện cùng cô kể cho anh nghe về những chuyện vừa qua. Biết được người thương liên tục gặp chuyện phiền phức, anh liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng Vivi dịu dàng nói rằng cô không quan tâm lời họ nói vì động lực hiện tại của cô chính là anh. Anh chở cô quay về trường, cất xe xong cả hai người lại nắm tay dạo bước dưới ánh đèn đường. Tiêu Nại mở lời mời Vivi đi ăn cùng nhóm Ngu Công, cô ngập ngừng đồng ý, sau đó liền nói ra những suy tư trong lòng mình về mối tình này. Anh lập tức dừng bước ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng nói rằng yêu nhanh hay chậm không quan trọng, anh chỉ cần có cô là đủ. Nhị Hỉ một lần nữa đi học trễ, cô lại lén bò đến gần chỗ ngồi kế bên Tào Quang. Cả hai người tranh cãi lớn tiếng lấn át cả tiếng giảng của thầy quá tam ba bận, nên người thầy liền gọi cả hai đứng dậy cảnh cáo và giao luôn nhiệm vụ quay phim cho họ. Nhân cơ hội đó, Tào Quang liền trả thù Nhị Hỉ bằng cách bắt cô vác đồ đi theo mình khắp sân trường. Cả hai người vừa đi vừa đấu khẩu với nhau, sơ hở là hơn thua nên không ai chịu nhường ai. Tào Quang bắt Nhị Hỉ làm mẫu để anh căn chỉnh góc độ ảnh, anh ta bỗng dưng ngẩn người khi nhìn vào góc nghiêng thần thánh của Nhị Hỉ. Trong lúc đó, Vivi và Tiêu Nại đang ở trong thư viện chọn lựa sách học phù hợp cho cô. Tào Quang và Nhị Hỉ đang quay phim ở gần đó, vừa đúng lúc cặp đôi nam thanh nữ tú bước ra từ thư viện. Cô bạn Nhị Hỉ liền năn nỉ hai người họ trả lời phỏng vấn nhưng Tào Quang thì phản đối với vẻ mặt ghét bỏ. Sau một hồi nài nỉ, cả hai người cũng đồng ý, Tào Quang đứng kế bên tỏ vẻ không quan tâm để mặc cho Nhị Hỉ muốn làm gì thì làm thế. Nhưng cuộc nói chuyện của cô và Vivi khiến cho Tào Quang thấy khó chịu, anh ta liền giật lại máy ảnh rồi lập tức rời đi. Nhị Hỉ đành tạm biệt cả hai rồi chạy theo ngay, rồi chạy theo tên Tào Quang cả ngày dài. Nhị Hỉ mạnh miệng gọi một bàn đồ ăn để nạp lại năng lượng, còn Tào Quang nhìn thấy như vậy liền mỉa mai cô ăn nhiều. Hắn ta xem lại đoạn ghi hình trong máy tiện tay xóa cảnh quay của Vivi và Tiêu Nại mặc kệ sự phản đối của Nhị Hỉ. Trong lúc hai người giằng co, máy ảnh xui xẻo rớt vào tô canh, Tào Quang đòi Nhị Hỉ phải đền tiền vì đã làm hư máy nhưng cô dễ nảy không chịu. Cuối cùng hai người thỏa thuận chia đôi số tiền mỗi người một nửa. Nhị Hỉ thường ngày luôn vui vẻ yêu đời nhưng nay lại đột ngột ỉu xìu bất thường. Cô cứ nghĩ đến số tiền mà mình phải đền bù kia liền thở dài ưu sầu. Nhưng chợt nhớ đến việc mình sắp đi thực tập ở Chân Ước, tiền lương ở đó có thể giúp cô trả hết khoản nợ này. Nghĩ vậy cô nàng liền phấn chấn vui vẻ trở lại. Vivi mượn điện thoại của Hiểu Linh để nhắn tin cho Tiêu Nại. Hai người hẹn gặp nhau ở sân trường, sau đó anh dẫn cô đi ăn cùng đám bạn. Trên đường đi cả hai nhìn thấy mỹ nhân sư huynh đang giao bán đồ cũ cho tân sinh viên. Mặc dù đã che chắn kỹ càng nhưng Hách Mi vẫn bị hai người tinh mắt nhận ra, còn bị Tiêu Nại bóc phốt quảng cáo sai sự thật. Hách Mi dẫn cả nhóm tới quán ăn lần trước, chàng đầu bếp chỗ này là bạn của anh, thế là mọi người dùng bữa rất vui vẻ và ngon miệng. Vivi cũng dần thoải mái nói chuyện cùng bạn bè của Tiêu Nại, các sư huynh thay phiên nhau kể hết bí mật của nam thần cho cô nghe. Mách lẻo cả vụ Mạnh Dật Nhiên gọi điện cho anh ăn vào thì lời ra, cứ thế bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ăn uống no say, bọn họ rủ dê Tiêu Nại cùng Vivi đi chơi, anh tập trung chơi đến nỗi quên mất Vivi ở gần đó đang ngồi uống nước một mình. Ngu Công thấy vậy liền nhắc anh rủ cô chơi cùng, anh cầm tay hướng dẫn cô từng chút một. Đang chơi dở trận thì Tiêu Nại đột nhiên tạm biệt mọi người để đưa Vivi về ký túc xá. Anh đưa cô về đến tận nơi, cả hai lưu luyến đứng lại trò chuyện đến khi bị cô quản lý nhắc nhở mới chịu rời đi. Vừa về tới phòng, Vivi đã lập tức mở máy tính đăng nhập trò chơi. Lúc nãy cô hẹn anh vào game để tặng anh món quà mình đã cất công chuẩn bị xem như là của hồi môn. Nhận được món quà bất ngờ từ phu nhân, Tiêu Nại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì quá ngại ngùng nên cô nói tạm biệt anh xong liền thoát game, điều này khiến anh có một chút hụt hẫng. Tiêu Nại đi ra ban công suy nghĩ về những lời mà anh và cô đã nói lúc nãy, đúng lúc này bọn người Ngu Công cũng trở về.
Tiêu Nại nổi hứng rủ mọi người chơi bài, cả nhóm đánh bài hăng say, kết quả khiến cho Bán San phải viết giấy ghi nợ 800 bữa cơm. Không khí đột ngột trùng xuống khi họ nhận ra đã đến lúc phải nói lời tạm biệt nơi này và bước chân vào đời. Ba người bạn của Tiêu Nại hét thật to để tạm biệt ngôi trường gắn bó suốt 4 năm, còn anh chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ từ biệt. Mùa hè đến, Vivi tạm rời trường về quê nghỉ hè bên gia đình, nhị hỉ phụ giúp cô đem đồ xuống lầu. Vừa mở cửa đã thấy Tiêu Nại đứng đợi sẵn, gương mặt anh thoáng buồn bã vì giận dỗi nên không chủ động nói chuyện như mọi khi. Trên đường đi anh thấy cô có vẻ bị bệnh thì chỉ hỏi cô đã mang thuốc theo hay chưa, cô biết anh đang không vui. Tiêu Nại dành phần đi mua vé cho Vivi, mua xong liền quay trở lại với gương mặt ủ rũ vì sắp phải xa người yêu. Nhìn thấy anh buồn như vậy, Vivi liền nảy ra ý định hoãn lại ngày về, vừa nghe đến đó gương mặt Tiêu Nại liền tươi tắn trở lại. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu anh lại trở về với vẻ ỉu xìu trước đó vì vé tàu trong 5 ngày tới đều hết sạch. Mặc dù không nỡ rời xa nhưng anh cũng đành phải tạm biệt cô tại đây, anh dặn dò cô nhiều thứ. Nhẹ nhàng bước đến hôn lên trán rồi buông tay để cô rời đi, Vivi cũng không muốn rời xa anh chút nào. Cô đi về nhưng trong đầu chỉ toàn nhớ về những lúc cả hai ở bên nhau, vừa ra khỏi ga tàu 3 của Vivi đã đợi sẵn để đón con gái cưng về đến nhà. Mẹ vui vẻ mở cửa chào đón cô, mâm cơm hôm nay cũng đặc biệt thịnh soạn hơn, ăn xong hai ba con Vivi lại đứng trong bếp thì thầm nói xấu mẹ. Đến lúc bị mẹ đi vào phát hiện cô liền lươn lẹo chối đầy đẩy còn sẵn dịp nhắc khéo việc mua điện thoại mới. Tiêu Nại mang theo cây xương rồng về văn phòng vừa vào đã bị mấy anh em soi xét tra hỏi. Anh ngồi nhìn cây xương rồng nhưng đầu óc chỉ toàn hình bóng của Vivi. Bên này bố mẹ vừa rời khỏi nhà để đi làm, Vivi đã vội vàng gọi điện báo cáo sẵn tiện làm nũng với người yêu. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên mẹ quên đồ nên quay về lấy khiến cô giật bắn mình, giả vờ là mình đang nói chuyện với học trò Tiểu Dương. Tiêu Nại bên này ngồi vừa nghe cô diễn kịch vừa cười đắc ý còn cà khịa cô vài câu trước khi cúp máy. Vivi hí hửng vì sắp được mua điện thoại, ai dè lại bị mẹ tịch thu tiền học bổng và kêu cô phải tự lực kháng sinh. Tiêu Nại họp cùng mọi người để bàn bạc về việc ra mắt game vào thời gian sắp tới. Trong khi Tiêu Nại miệt mài làm việc điều hành công ty thì Vivi cũng bắt đầu công việc gia sư của mình. Cô làm gì cũng vội vàng ăn cơm xong liền rửa chén nhanh thần tốc để có thể lên mạng trò chuyện cùng Tiêu Nại. Cô khoe anh việc mình đang làm gia sư và kể anh về quê nhà của mình, vừa tự tin nói mình không bị bệnh thì cô liền hắt xì. Điều này làm người ở bên kia đầu dây vừa thương vừa lo, phải hai người nói chuyện với nhau vài câu xong lại phân chia nhiệm vụ. Tiêu Nại thì tập trung viết chương trình, còn Vivi sẽ dẫn đàn hổ con đi thăng cấp. Ngay lúc đó mẹ Vivi bước vào dặn dò cô vài thứ, cuộc trò chuyện thú vị giữa hai mẹ con vô tình lọt vào tai anh. Thế là lại có thêm chủ đề để hai người cà khịa nhau, ngồi trông hai nhóc tiểu hổ, Vivi tiện thể nói xấu Tiêu Nại với đàn con. Cho hai đứa ăn xong cô hỏi thì mới biết người yêu chưa ăn gì. Cô liền rón rén ra ngoài lấy điện thoại gọi điện đặt cơm cho anh và ngồi chờ đợi phản ứng của đối phương. Được người yêu quan tâm gọi đồ ăn giao tận nhà, anh vui đến mức cười tủm tỉm suốt buổi. Hai người lại tiếp tục nói chuyện lặt vặt, Tiêu Nại cần nghe điện thoại thì Vivi cũng tranh thủ đọc sách. Dù đang ở cách xa nhau nhưng cả hai không ngừng nhớ về nhau. Trời đã khuya trăng cũng dần lên cao, anh thì vẫn miệt mài làm việc còn Vivi thì chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ. Dù mỗi người một nơi nhưng hành động cả hai lại như có thần giao cách cảm, bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng và nghĩ ngợi về nhau. Công ty đang trên đà phát triển nên khối lượng công việc khá nhiều, chạy nhiều dự án cùng lúc nên ai ai cũng cảm thấy uể oải. Hách Mi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa cơ thể rã rời, bước đến mở máy tính làm việc thì sắc mặt liền thay đổi. Thì ra máy tính của anh đã bị ai đó xâm nhập, chính anh cũng không thể đổi lại màn hình máy tính được nữa. Cuối cùng anh đành phải nhờ đến sự trợ giúp của lão Tam, dù vẫn chưa biết được hắn ta là ai nhưng Tiêu Nại cũng đã dò ra được vị trí của hắn. Không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra được danh tính của hắn. Hách Mi chán nản vì không tìm ra được thủ phạm xâm nhập vào máy của mình, đành đến quán quen để ăn giải tỏa tâm trạng. Hách Mi mượn rượu giải sầu, uống đến mức ngủ gục tại bàn. Còn chưa kịp nói địa chỉ nhà, anh bạn đầu bếp kia đành phải đưa Hách Mi về chỗ mình ngủ tạm. Anh ta còn đem chiếc chăn cũ của mỹ nhân sư huynh về nhà dùng. Không ngờ được anh bạn này cũng chính là người xâm nhập vào máy tính của Hách Mi, nổi tiếng với biệt danh là Cây Âu. Khi Tiêu Nại chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì nhận được cuộc gọi thách đấu của Cây Âu. Hắn ra điều kiện sẽ làm không công cho Tiêu Nại trong một năm nếu anh đánh bại được hắn ta. Không nằm ngoài dự đoán, người giành chiến thắng trong gang tấc chính là Tiêu Nại. Sáng hôm sau, Tiêu Nại thông báo rằng công ty sẽ có thành viên mới, người đó sẽ đến chào hỏi vào lúc nửa đêm. Mọi người đều thắc mắc tại sao người mới này lại đến vào ban đêm, làm cả bọn phải ở lại chờ hắn. Hách Mi còn chuẩn bị sẵn cây lau nhà để cho vị đồng nghiệp mới kỳ lạ kia một bài học. Nhưng khi nhìn thấy Cây Âu, anh bất ngờ đến mức quên luôn ý định ban đầu. Cả hai bên thỏa thuận hợp đồng với nhau, Cây Âu giữ đúng lời hứa làm không công trong vòng một năm. Tiêu Nại thấy vậy liền bảo sẽ chuyển hết lương của anh ta vào tài khoản của Hách Mi. Vu Bán Sang rủ dê Tiêu Nại đi ăn nhưng anh từ chối rồi đi về thẳng nhà chơi game. Trong game, Tiêu Nại đang cùng Vivi cho hai con linh thú của mình kết hôn nhưng mấy nhóc này chưa đủ tuổi nên không được phép động phòng. Trong lúc Tiêu Nại bận rộn vừa giải quyết công việc vừa trò chuyện cùng cô thì Vivi lại tiếp tục dẫn đàn con và cả Tiêu Nại đi dạo. Trong game cảm thấy buồn chán, cô liền kiếm trò nghịch ngợm chọc cho anh phải bật cười. Đợi chờ mòn mỏi cũng đến ngày nhận lương, Vivi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để mua điện thoại mới. Cô liền chạy thẳng ra cửa hàng chọn ngay một chiếc điện thoại giống hệt cái của Tiêu Nại, còn nghĩ sẵn lý do để giải thích nếu lỡ bị anh phát hiện. Vừa mua xong điện thoại, Vivi hí hửng bày trò nhắn tin lừa Tiêu Nại. Cô gửi một đoạn tin nhắn với cú pháp giống hệt những tin nhắn lừa đảo mà nhị hỉ thường nhận được, đính kèm cả số tài khoản cho uy tín. Tin nhắn được gửi đi, cô liền tưởng tượng ra cảnh người yêu sẽ chẳng quan tâm vì nghĩ đó là tin nhắn rác. Đến tận lúc ăn, cô vẫn mải mê suy đoán phản ứng của anh, không nhịn được mà cười lớn, khiến ba mẹ hoang mang cứ tưởng ông hổ về.
Ai mà ngờ rằng anh người yêu lại thật sự chuyển tiền vào tài khoản của cô, thì ra anh từng nhìn qua một lần thì liền nhớ số tài khoản của Vivi. Kiểm tra thêm mã vùng liền chắc chắn người gửi tin nhắn là cô, nhưng anh gửi số tiền đó là có mục đích. Anh dùng tiền đó dụ dỗ người yêu bay về bên cạnh mình. Nghe lời dụ dỗ của người yêu, Vivi liền lập tức dọn đồ để chạy theo tiếng gọi của con tim. Cô lấy lý do mình cần phải quay lại thành phố để đi thực tập để không bị phụ huynh nghi ngờ. Ba mẹ Vivi trách con gái về nhà mới mấy ngày đã vội đi, nếu họ mà biết được con gái bỏ nhà vì có hiếu với trai thì chắc sẽ hạn hán ngôn từ. Cả hai người miệng thì trách cứ con gái đi quá gấp gáp nhưng tay vẫn phụ giúp con xếp đồ. Nhà chỉ có mỗi một đứa con gái cưng nên trước khi đi ba mẹ lo lắng dặn dò cô đủ điều. Chuyển cảnh vừa xuống máy bay, Vivi đã vội vã bắt xe tới công ty Tiêu Nại định sẽ tạo bất ngờ cho anh. Đến công ty thấy biển cảnh báo thang máy không hoạt động nên cô đành leo thang bộ. Vừa leo lên tới nơi thì chính cô mới là người phải bất ngờ vì ở công ty không chỉ có một mình Tiêu Nại mà còn nhiều người khác nữa. Cô bị ngu công bắt gặp thì xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu, đã vậy còn cà khịa cô bỏ nhà theo trai. Tiêu Nại mở cửa bước ra liền nhìn thấy người yêu đứng đó, anh bước đến nắm tay cô dẫn vào phòng mình. Vừa đóng cửa lại, Tiêu Nại đã lập tức ôm hôn người yêu khiến Vivi không kịp phản ứng. Ngu công ở bên ngoài gõ cửa gọi nhưng bị anh làm lơ, sau vài phút mặn nồng cuối cùng anh cũng chịu thả người ra. Trước khi đi học còn dặn cô phải ngồi tại chỗ chờ anh, Vivi lần đầu được hôn nên xấu hổ đến mức không dám đối mặt với người yêu. Cô liền len lén xách vali trốn về nhà, Tiêu Nại bàn xong công việc với đối tác quay lại văn phòng thì chẳng thấy người ở đâu. Anh liền gọi điện cho cô hỏi địa chỉ hiện tại để đến tìm cô, Vivi nhất quyết không cho địa chỉ. Anh nói có phải cô mắc cỡ không bị hỏi chúng tim đen, cô lúng túng đọc nhanh địa chỉ nhà. Nam thần tìm đến nơi còn chưa kịp nói lời nào đã bị cô đẩy vào bếp và giao nhiệm vụ lau dọn sạch sẽ khu vực này. Tiêu Nại vừa đến nhà Vivi chưa kịp làm gì đã bị bắt ép lau dọn bếp, nóc nhà đã giao nhiệm vụ thì anh nào dám cãi lại nên đành ngậm ngùi làm việc. Ra đường thì anh là cá mập còn về nhà là thành cá con ngay, nhìn dáng vẻ tất bật dọn dẹp của người yêu Vivi liền bật cười vui vẻ. Sau khi đã dọn dẹp tươm tất cô mời anh đi ăn, cả hai ăn uống rất ngon miệng và thoải mái không còn dáng vẻ gượng gạo như trước đây nữa. Ăn xong cả hai vừa đi ra ngoài thì đột nhiên trời mưa, hai người vội trú tạm vào mái hiên gần đó. Tiêu Nại ga lăng đứng chắn đằng trước để mưa không tạt ướt người Vivi. Cô cũng lo lắng cho người yêu nên kéo anh sát lại gần, cuối cùng cả hai đứng đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Trời mưa tạnh dần anh liền tận dụng cơ hội gần gũi, nói ra mấy lời xến xúa tiện thể hôn cô một cái. Vivi sợ bị người khác nhìn thấy ai dè liếc qua liền thấy hai đứa nhóc đang đứng nhìn họ. Cô xấu hổ kéo anh bỏ chạy, chạy đến thảm cỏ hai người ngồi xuống nghỉ ngơi cùng nhau ngắm trời mây. Vivi nhân cơ hội đó xin vị giám đốc nhà mình một chân thực tập trong công ty. Tất nhiên là không rồi, phải hối lộ này nọ thì anh trai say hai này mới cho vô chứ, muốn gần trai đẹp đâu có dễ. Nhưng quà hối lộ mà anh nói đến không phải tiền cũng không phải đồ ăn. Hóa ra thứ anh muốn chính là sắc đẹp của Vivi, còn chưa đi làm chính thức mà Vivi đã mơ đến cảnh hẹn hò trốn công sở. Mối tình nồng thắm giữa giám đốc và thư ký thật sự quá là sô cô la kẹo mút ngọt lịm. Giật mình tỉnh giấc mới biết hóa ra chỉ là giấc mơ, trời cũng đã sáng nên cô rời giường chuẩn bị để đi làm. Vivi vừa chọn đồ vừa nói chuyện điện thoại với Nhị Hỉ, nhìn xuống thì phát hiện ra người yêu đã đứng chờ sẵn dưới nhà. Không hẹn mà gặp cả hai mặc trang phục cùng màu, nhìn rất giống đồ đôi, nắm tay nhau đi trên đường khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Đến cửa công ty, Vivi không muốn bị bàn tán nên kêu Tiêu Nại vào trước, anh không nghe lời mà còn khiêu khích khiến cô từ bỏ ý định. Hai người đang nói chuyện thì vô tình chạm mặt, A Sảng cũng vừa mới đến, anh ta nhìn thấy con gái liền lúng túng. Còn phát hiện ra mối quan hệ yêu đương của hai người ta, nói ông thần này làm lố quá trời. Thế vội vàng chạy vào trong để báo tin chấn động cho hội anh em biết rất chi là ố dề. Ngu công dẫn Vivi đi làm quen với công ty, giải thích chi tiết từng phòng ban cho cô hiểu. Giới thiệu xong xuôi, ngu công liền giao cô cho A Sảng chỉ dạy, vừa thấy con gái A Sảng liền xua đuổi. Còn chế giễu rằng con gái học công nghệ thông tin không làm nên trò trống gì. Vivi tức giận phản bác lại, Hách Mi cũng nói giúp cho cô, cuối cùng A Sảng đành nhận trách nhiệm hướng dẫn công việc cho Vivi. Anh ta cố tình giao việc khó để cô mau mau bỏ cuộc, Vivi quyết tâm hoàn thành việc được giao để không bị người khác coi thường. Hách Mi thấy Tam Tẩu bị ức hiếp liền đi mách lẻo với lão Tam, nhưng Tiêu Nại lại tỏ vẻ thờ ơ vì anh muốn để cô tự lực cánh sinh. Tuy miệng nói không quan tâm nhưng thật ra anh vẫn luôn đứng sau lo lắng dõi theo cô. Tiêu Nại có hẹn trước nên không thể cùng ăn trưa với Vivi, cô đành đi ăn cùng với ba vị sư huynh kia. Trong khi bọn họ bàn tán vụ A Sảng gây khó dễ thì cô ngồi cạnh vẫn chăm chỉ vừa ăn vừa tìm kiếm thông tin. Ngu công định sẽ xử lý vụ này nhưng bị Vivi ngăn lại, cô khẳng định sẽ tự mình thay đổi được cái nhìn sai lầm của A Sảng. Ăn xong, Vivi theo mọi người trở về công ty thì gặp Tiêu Nại giữa đường. Cô hỏi mượn chìa khóa xe đạp nhưng anh lại đưa luôn chìa khóa văn phòng khiến ba vị sư huynh lại có cớ trêu chọc cô. Trời tối mọi người đã về hết, Vivi nhìn thấy Tiêu Nại vẫn đang làm việc nên vào hỏi thăm. Cả hai cùng nhau ăn tối nói chuyện về nhiệm vụ mà Vivi đang thực hiện. Cô tự tin khoe anh rằng công việc đã gần xong còn tiết kiệm được cho công ty một khoản lớn. Về đến nhà cô tiếp tục bắt tay vào làm việc, vừa kiểm tra thiết bị vừa ghi chép cẩn thận. Sáng hôm sau, Vivi đến công ty để chỉnh sửa cho xong báo cáo. Tiêu Nại ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của người yêu từ cửa sổ của văn phòng, vẻ mặt hài lòng khi nhìn thấy cô hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. A Sảng nhận được báo cáo anh khá bất ngờ nhưng lại không nói lời nào, chỉ kêu cô trở về bàn làm việc. Về chỗ ngồi, Vivi liền nhắn tin dặn Tiêu Nại ăn cơm, còn cô phải đi đón Nhị Hỉ. Trong lúc đó, A Sảng đang kiểm tra lại báo cáo gật gù vì thấy Vivi làm khá tốt. Không biết có chuyện gì mà anh ta nghe điện thoại xong thì sắc mặt thay đổi hẳn. Vivi và Nhị Hỉ gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè, cả hai tay bắt mặt mừng rồi đùa giỡn rộn ràng cả một góc phố.
Về đến nhà, Hiểu Linh nhị hỉ tò mò chạy đi khám phá từng ngóc ngách. Lâu ngày không gặp, cô bạn lại giở trò trêu chọc Vivi làm cô cứng họng không dám nói gì. Sau đó Vivi phải quay lại công ty, nhị hỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa và đồ đạc của mình. Xong xuôi, cô gọi điện cho Tào Quang, vừa bắt máy đã bị anh ta đòi tiền nợ. Ví tiền của nhị hỉ đang hơi hấp hối nên cô xin anh ta trả góp. Anh ta không chịu còn bắt cô phải đến giúp việc cho mình, ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ ăn cho Tào Quang. Đến nơi còn bị anh ta đòi trừ lương vì trễ giờ. Tào Quang xấu tính hết chê nhị hỉ vô duyên lại quay sang nói xấu Vivi. Nhị hỉ liền cảnh cáo Tào Quang không được bôi nhọ bạn mình. Cô bạn này tuy sợ mèo nhưng nghe anh ta nói sẽ xóa nợ nếu cô chịu chăm sóc chú mèo cưng của anh ta. Nghe thấy vậy, cô liền hải quay xe gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ đầu tiên không ngờ lại là hốt phân mèo. Nhị hỉ lần đầu làm chuyện ấy tay chân vụng về nên lỡ làm dính phân mèo lên người. Tên Tào Quang kia không những không giúp còn ngồi cười vào mặt cô. Nhị hỉ vào nhà vệ sinh để xử lý mớ hỗn độn đó, xong liền vội vã chạy đến công ty để thực tập ở công ty. Vivi được A Sảng giao thêm việc lại là một nhiệm vụ khó nhằn chỉ để làm khó cô. Thế nhưng Vivi vẫn vui vẻ chấp nhận việc lần này không thể làm theo cách thủ công. Vivi liền tạo phần mềm tự động trên máy để tiết kiệm thời gian. A Sảng thấy vậy liền tỏ vẻ không hài lòng vì không gì có thể làm khó được cô nên chỉ biết mắng cô lười rồi bỏ đi. Nhị hỉ tới chân ức nhận việc thực tập, khi đang chờ thang máy thì cô vô tình chạm mặt Chân Thủy, nhưng cô nào biết anh ta là ai. Ngược lại, Chân Thủy cứ nghĩ cô là lô vĩ Vivi trong game. Nhiều lần bị Nhất Tiếu Nại Hà và Vivi làm nhục nên khi thấy cô thực tập ở công ty mình liền nghĩ con này tới số rồi. Đã vậy cô lễ tân nhầm tưởng giữa hai người có tình ý gian gian díu díu mập mờ, thế là đem lan truyền tin tức đến những đồng nghiệp khác. Nhị hỉ vừa nhận việc đã được mọi người quan tâm hướng dẫn nhiệt tình, còn đưa cô đến tận bàn làm việc. Ngày làm việc đầu tiên khá thoải mái, nhị hỉ được mọi người ưu ái nên chẳng cần làm gì nhiều. Ngồi trong nhà vệ sinh, Nana vô tình nghe được lời nhân viên bàn tán về nhị hỉ làm vẻ mặt cô ta như khỉ ăn ớt. A Sảng đi ăn trưa cùng một người giấu mặt, hắn ta đưa cho anh một xấp phong bì dày cũng khiến sắc mặt của A Sảng lập tức thay đổi hẳn. Anh ta dầm mưa chạy về công ty nên bị ướt hết người nên ngồi làm việc mà hắt xì liên tục. Ngô Công tốt bụng định đi mua thuốc cảm cho anh ta, nhưng anh lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của khách hàng nên đành nhờ cậy Vivi. Vivi đội mưa đi mua thuốc cho A Sảng, về đến nơi thì cả người đều ướt nhẹp nhèm nhem. Vừa đúng lúc chạm mặt với Ngô Công và Tiêu Nại ở cửa thang máy, anh nhìn thấy người yêu bị ướt mưa liền xót xa hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nghe Ngô Công giải thích, Tiêu Nại lạnh lùng lập tức lấy áo của Ngô Công mặc cho Vivi rồi kéo cô về nhà. Về đến nhà, anh chu đáo chăm sóc cho cô từng ly từng tí, đau lòng vì thấy người yêu im lặng chịu đựng khó khăn. Nên Tiêu Nại liền hôn cô một cái kéo dài tận mấy phút để chữa lành cho cô. Ta nói cứ phát cơm kiểu này làm tôi khó thở quá quý vị. Sáng sớm Tiêu Nại đi làm thì gặp Hách Mi trong thang máy, A Sảng vừa đến cũng vội vã chạy vào theo. Nghe nói Vivi bị cảm, anh ta cảm thấy áy náy nên tìm Tiêu Nại nói chuyện. Giám đốc Tiêu tuy lạnh lùng nhưng không trách A Sảng câu nào, ngược lại còn động viên anh cố gắng thay đổi. A Sảng cũng dành nhiều lời khen cho khả năng làm việc của Vivi, hôm nay nhị hỉ đi làm còn Vivi thì được nghỉ. Cô trùng chăn trốn trong phòng không chịu bước ra ngoài, chờ đến khi nhị hỉ đi rồi cô mới dám mở cửa chạy vội vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương thấy rõ dấu hôn trên cổ, cô vội vàng dùng kem che lại, vừa nghĩ đến người yêu thì ngay lập tức nhận được điện thoại từ anh. Hai người nói chuyện đùa giỡn một lúc rồi thôi, anh còn nhắn tin muốn cô đến ăn trưa cùng mình. Chuyển cảnh nhị hỉ hậu đậu ngủ quên trên xe bus, tỉnh dậy thì thấy mình đã đi lố trạm. Cô đành phải lội bộ ngược lại cả một đoạn dài, vừa đến nhà Tào Quang lại bị anh ta chê cười vì cách ăn mặc. Anh ta kêu cô đi tắm cho mèo, còn anh thì thảnh thơi mở máy tính chơi game. Vivi nhận lời giúp nhị hỉ làm một món quà trong game, không ngờ lại đúng lúc Tào Quang cũng online và gửi tin nhắn đến. Sợ bị lộ tẩy việc nhị hỉ nhờ mình cô kiếm cớ thoát game ngay lập tức khiến cho Tào Quang vô cùng thắc mắc. Vivi gọi điện báo tin tốt cho nhị hỉ, còn không quên trêu chọc cô về anh chàng Vi Quang nào đó trong trò chơi. Nhị hỉ dự định sẽ mua cơm thịt bò để trả ơn Vivi, nhưng tiếc là ai kia đã có hẹn trước với người yêu. Tiếng trò chuyện giữa hai người khá to khiến Tào Quang ở trong phòng vô tình nghe thấy hết. Anh ta nghĩ ngay rằng Vivi vội vàng thoát khỏi trò chơi là để đi ăn cơm cùng Tiêu Nại. Tào Quang lập tức bước ra khỏi phòng tức giận quát tháo làm cho nhị hỉ giật bắn mình. Định đi về thì bị Tào Quang ngăn cản vì cô chưa dọn sạch đống phân mèo. Bị Tào Quang chút giận vô cớ, nhị hỉ liền quay qua đổ tội cho con mèo chọc giận nó khiến nó lao đến cắn tay cô. Tào Quang ở trong phòng nghe tiếng hét liền chạy vội ra ngoài, nhìn thấy nhị hỉ bị thương. Anh liền kéo cô đi rửa tay sát trùng rồi băng bó vết thương lại. Mặc dù sợ mắc bệnh dại nhưng khi Tào Quang đề nghị đi chích ngừa thì cô càng hoảng loạn hơn. Cô đưa ra đủ lý lẽ để trốn tiêm ngừa nhưng thất bại. Tào Quang cướp lấy điện thoại của cô rồi trực tiếp gọi điện kêu Vivi đến bệnh viện. Nhận được tin báo, Vivi lập tức bật dậy đi ngay nhưng có vẻ sức khỏe của cô không được ổn định. Vừa tới cổng bệnh viện, Vivi liền thấy Tào Quang, anh ta dẫn cô vào trong gặp nhị hỉ. Cũng nhờ vụ việc này Vivi mới biết bạn mình nợ tiền Tào Quang phải giúp việc ở nhà anh ta. Vivi lập tức nói sẽ lấy tiền của mình để trả nợ thay nhị hỉ nhưng anh ta không đồng ý, quay người bỏ về. Vừa ra bên ngoài thì lại chạm mặt với Tiêu Nại, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi hơn. Nhị hỉ tuy sợ chích ngừa nhưng vừa thấy Tiêu Nại cô liền tự giác đi tiêm ngay lập tức, Vivi mới là người bất ổn. Thật sự cô bị sốt nhưng lại không hề hay biết khiến cho anh lo lắng không thôi. Vivi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm truyền nước trên giường bệnh, thì ra cô bị ngất xỉu nên được đưa vào đây. Tiêu Nại lái xe đưa hai cô gái về nhà, nhị hỉ tinh ý kiếm cớ chuồn trước trả lại sự riêng tư cho cả hai. Anh lo lắng chăm sóc cho cô từng chút một xong xuôi liền tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng. Vivi tỉnh giấc vào nửa đêm ra ngoài liền nhìn thấy người yêu vẫn đang ngồi làm việc ở phòng khách. Cô cứ tưởng rằng anh đã về, không ngờ anh lo lắng cô sẽ phát sốt nên lén ở lại canh chừng.
Anh đau lòng vì người yêu bị bệnh nghĩ rồi lập tức quyết định không để cô làm việc với A Sảng nữa. Sáng hôm sau trong cuộc họp với tổ lập trình, Tiêu Nại cũng tiện thể hỏi A Sảng về việc bổ sung nhân viên với lý do bên anh không đủ. Người giám đốc đã đề nghị thì A Sảng làm sao dám từ chối, Vivi được Tiêu Nại chăm sóc một đêm thì đã hồi phục trở lại. Còn có tâm chuẩn bị bữa sáng cho Nhị Hỉ trước khi đi làm, cô không quên chuyển tiền để Nhị Hỉ trả hết nợ cho tên Tào Quang đáng ghét kia. Vừa tới công ty, Vivi đã được mọi người vây quanh hỏi thăm sức khỏe, cô vẫn quyết hoàn thành công việc mà A Sảng đã giao. Anh ta ngại ngùng thừa nhận mình cố tình làm khó cô, có vẻ cô đã thành công thay đổi cái nhìn phiến diện của A Sảng. Bên trong văn phòng, giám đốc Tiêu Nại đang hướng dẫn Vivi chơi bản thử nghiệm trò chơi mới của công ty. Một lúc sau, hai người cùng nhau ăn cơm và bàn luận về vài chi tiết cũng như kỹ thuật sản xuất. Đến giờ về, cả hai cùng nhau đi bộ ra bãi đậu xe. Tiêu Nại nói về những ý tưởng của mình. Vivi vừa nghe vừa nhìn anh say đắm đến mức ngẩn cả người. Nhị Hỉ đến công ty được các chị đồng nghiệp hỏi han về vết thương. Nana thấy Nhị Hỉ được mọi người quan tâm liền giở trò nói xấu. Mạnh Dật Nhiên trách cô đừng tùy tiện ăn hiếp người khác rồi bỏ đi. Mạnh Dật Nhiên có hẹn ăn cơm cùng anh họ. Trong lúc ngồi chờ, cô thơ thẩn nhớ lại khoảnh khắc được đứng đối mặt với Tiêu Nại. Cô tâm sự về tình cảm của mình dành cho nam thần. Anh họ nghe vậy liền nham hiểm xúi cô giành giật tình yêu. Nhị Hỉ mang tiền trả cho Tào Quang, cứ tưởng cô sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh. Ai mà có dè, cô bạn tốt bụng này còn hứa sẽ chăm sóc cà phê chu đáo trong thời gian anh vắng nhà. Nhìn thấy dáng vẻ chăm sóc mèo cưng của Nhị Hỉ, Tào Quang cảm thấy có chút rung động. Vivi và Tiêu Nại đang ở nhà của anh ngồi chơi đàn còn cô thì chăm chú nghiên cứu trò chơi. Vivi đề xuất ý tưởng nhưng anh giả vờ không thèm trả lời, còn hỏi cảm nhận của cô về bản nhạc. Thấy vậy, cô chớp thời cơ cắn anh một cái cho bõ ghét. Anh lập tức lật ngược tình thế hôn cô để đòi lại công bằng cho bản thân. Công bằng mà sướng kiểu này, hèn gì ai cũng thích đi tìm công bằng. Một lúc sau, Tiêu Nại thay đồ đến công ty, Vivi không đi làm nên anh giao cho cô nhiệm vụ ở lại coi nhà. Trước khi đi, anh còn dặn dò cô thêm vài thứ, hôn tạm biệt rồi rời đi, Vivi ở lại canh nhà cho người yêu. Đang viết bản kế hoạch thì cô nhớ đến đám hổ con của mình, liền vào game để cho chúng ăn. Vừa vào liền gặp Điệp Mộng và Nini, cả ba người hợp tác cùng nhau đánh boss. Chơi một lúc chán chê, cả ba người quay sang trò chuyện. Điệp Mộng muốn hẹn Vivi cùng đi cà phê ở gần trường. Bỗng dưng Tiêu Nại nhắn tin làm Vivi giật mình, anh rủ cô đi bơi ở nhà người quen để rèn luyện sức khỏe. Cô chợt nhớ lại lời Nhị Hỉ từng nói về khả năng bơi của anh, muốn xem thử nên liền đồng ý với anh. Vivi nói về cuộc hẹn gặp Điệp Mộng, anh nói sẽ đến đón cô ở quán cà phê, còn tiện thể nhờ cô mang đồ bơi đến cho anh. Nghe vậy, trong đầu cô liền tưởng tượng cảnh Tiêu Nại bước đến hồ bơi với thân hình đầy nóng bỏng. Quả là dáng vẻ nam nhân cùng cơ bắp thì dù có là mỹ nhân thì cũng đều đứng mất liêm sỉ, do lẽ đó cho nên cô nhất định sẽ đến để mê công khai. Sau đó bất ngờ tin nhắn của anh đến liền kéo cô trở lại hiện thực. Ở phía bên kia, Tiêu Nại lại nở nụ cười có phần nham hiểm, anh quyết định cho nhân viên nghỉ sớm. Sau hai ngày liền ăn rằm nằm dề cùng công việc, Điệp Mộng gặp Vivi liền bất ngờ vì cô quá xinh đẹp. Còn mỉa mai gia tộc Tiểu Vũ và Chân Thủy có mắt như mù chê bai cô. Điệp Mộng kể về mối tình phức tạp của mình, than thở vài điều với Vivi, cô muốn nói ra hết để giải tỏa cảm xúc bức bối trong lòng. Vivi uống cà phê cùng bạn xong liền nhấc máy gọi cho Tiêu Nại, anh muốn đưa cô đi mua đồ bơi. Nhưng cô ngại ngùng từ chối chạy đi mua một mình, anh chỉ biết cười thích thú vì vẻ xấu hổ đáng yêu đó. Ngồi trên xe, Vivi lại tiếp tục tưởng tượng đến dáng vẻ đẹp mắt của nam thần nhà mình rồi cười khoái chí. Bởi ta nói mê trai đặc biệt rất tốt cho tâm sinh lý, đặc biệt là trai đẹp có ba chữ tế như đại thần Tiêu Nại, tinh tế, tử tế và kinh tế. Tới nơi, cô đưa đồ bơi cho anh khiến anh bất ngờ, hóa ra đồ mà cô mang đến không phải là kiểu đồ bơi mà anh thường mặc. Anh liền cười trêu ghẹo cô rồi liền cầm đồ đi thay. Đến lúc anh bước ra, Vivi vừa nhìn thấy đã vội quay mặt sang chỗ khác. Cô ngại ngùng chạy vội vào phòng thay đồ, mặc dù trước đó chỉ dự tính ngồi trên bờ xem anh bơi. Điệp Mộng hẹn Chiến Thiên Hạ đi ăn tối, nhưng anh từ chối vì bận đánh boss giúp người trong bang. Cô biết được người anh ta giúp là đám Tiểu Vũ nên vào game để tham gia cùng, còn kể chuyện gặp được Vivi làm mọi người tò mò. Đám Tiểu Vũ thì cười khinh bỉ cho rằng Điệp Mộng nói dối, bọn họ chê bai Lô Vĩ Vivi ngoài đời rất xấu xí. Bọn họ còn muốn đến công ty của Chân Thủy để tận mắt nhìn thấy Lô Vĩ Vivi ngoài đời thực. Chân Thủy bị Yêu Yêu dụ dỗ năn nỉ hết lời liền đồng ý dẫn cả bọn đến công ty. Sáng sớm, Chân Thủy dẫn người yêu và đám bạn của cô ta tới công ty. Lễ Tân thấy vậy liền báo cho người quản lý thực tập sinh ở phòng nhân sự, bọn họ đến công ty liền đòi gặp Lô Vĩ Vivi. Chân Thiếu Tường sai người gọi Nhị Hỉ đến, đột nhiên anh ta bị ba gọi đến văn phòng nên để mấy đứa rảnh rỗi sinh nông nổi ở lại tự tung tự tác. Vừa thấy mặt Nhị Hỉ, bọn họ liền sai cô đi lấy cà phê và mỉa mai nhan sắc của cô. Không những vậy còn kiếm cách để chọc phá hành hạ Nhị Hỉ, nhưng vì là bạn của giám đốc nên Nhị Hỉ vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Họ còn muốn tố cáo việc Điệp Mộng nói dối liền xúi dục Chiến Thiên Hạ tổ chức họp mặt bảo Điệp Mộng gọi cả Vivi đến tham dự. Tiêu Nại chở Vivi về nhà có điện thoại gọi tới, anh liền bảo Vivi nghe điện thoại. Vừa nghe nói đó là điện thoại của ba mẹ anh, Vivi liền rối rít cả lên, vội vàng nói vài câu rồi chuyển máy cho anh. Giáo sư Tiêu còn bảo Vivi rảnh rỗi thì cứ đến nhà chơi. Vừa dừng, Vivi chưa kịp bước xuống xe thì bị anh kéo lại đòi phải hôn tạm biệt mới chịu. Đúng như câu anh nói lúc bắt đầu cuộc tình, như người khác yêu nhau như nào thì đại thần đây sẽ làm ố dề hơn như vậy nữa. Về đến nhà, Vivi đã nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Nhị Hỉ, cô bạn liền kể lể chuyện hôm nay bị đám người xấu kia hành hạ. Nhị Hỉ còn báo cho Vivi biết thuật luyện rèn của cô đã sắp hoàn thành. Vivi vui mừng vì tưởng rằng mình sắp được tự do không bị nhờ vả nữa. Không ngờ Nhị Hỉ liền giở giọng đáng thương để năn nỉ Vivi đánh boss tìm nguyên liệu quý hiếm dùng mình. Vivi đành đồng ý giúp đỡ cô bạn thân của mình. Vivi giúp Nhị Hỉ đánh boss thành công lấy được nguyên liệu quý hiếm.
nhưng Nhị Hỉ còn chưa chịu buông tha năn nỉ cô dùng vận may để cài đặt thuộc tính cao nhất cho cây kiếm. Không ngờ Vivi lại ăn may thêm lần nữa làm ra được cây kiếm siêu cấp giúp Nhị Hỉ. Đây là món quà Nhị Hỉ muốn dành tặng cho anh bạn trong trò chơi của mình. Khi đặt tên cho nó, cô ngại ngùng kêu Vivi quay mặt sang chỗ khác. Trong lúc Nhị Hỉ xem lại món quà của mình thì có người gọi điện thoại cho Vivi. Thì ra là Điệp Mộng gọi để mời cô ăn cơm, nhưng sự thật là dụ dỗ cô xuất hiện tại buổi họp mặt của bang phái trong trò chơi. Vivi không biết về sự thật kia nên vui vẻ nhận lời ngay. Nhị Hỉ nghe được thì chọc ghẹo cô việc trốn đi bơi với người yêu để ăn tối cùng bạn bè. Nhị Hỉ tò mò muốn biết anh bạn Vi Quang trong trò chơi của mình sẽ như thế nào. Bỗng dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tào Quang. Tào Quang đang đi công tác nhưng hàng ngày vẫn nhận được tin nhắn từ Nhị Hỉ báo cáo tình trạng của chú mèo. Xem đoạn video mà cô gửi anh cảm thấy vui vẻ, miệng bất giác cười. Vivi cùng Hách Mi, Ngu Công và Cây Âu đi ăn trưa. Ba người bọn họ thấy Vivi tỉ mỉ để dành một phần cho Tiêu Nại thì liền ghen tị. Hách Mi kể về chuyện tình yêu trên mạng của mình cho mọi người nghe. Tình tiết câu chuyện thì không có gì bất ngờ lắm. Điều khiến cả bọn kinh ngạc là người tình trong game đó của Hách Mi không ai khác lại chính là Cây Âu, chàng trai đang ngồi đối diện anh. Ngu Công nghe xong liền kiếm cớ đau bụng rồi kéo Vivi chạy trước để lại hai người kia mặt đối mặt không nói nên lời. Trở về công ty, cô liền mang phần cơm đưa cho Tiêu Nại sẵn tiện nói với anh về việc mình có hẹn với Điệp Mộng vào tối nay. Đúng giờ hẹn, mọi người trong bang phái của Điệp Mộng bắt đầu tụ tập đông đủ tại một nhà hàng sang trọng. Vivi đi đến nơi nhìn thấy sự hào nhoáng của nhà hàng thì thầm lo sợ mình không mang đủ tiền, nhưng chợt nhớ ra mình có đại gia chống lưng, cô quyết định cùng lắm nếu thiếu thì gọi người yêu tới cứu. Trong lúc Vivi chưa đến thì mọi người đang tập trung bàn tán về nhan sắc của cô. Đám người Tiểu Vũ luôn miệng nói lô vĩ Vivi ngoài đời là cô gái quê mùa, chê bai thậm tệ. Điệp Mộng cố gắng nhẫn nhịn trước những lời châm chọc của họ về bạn mình. Vivi bước vào liền khiến mọi người ngẩn ngơ nhìn theo, ngay cả Chân Thiếu Tường cũng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Nhưng chính Vivi cũng khá bất ngờ vì bị Điệp Mộng lừa đến đây. Đám người Tiểu Vũ liền mỉa mai cho rằng Vivi là giả mạo. Bọn họ tự tin nói đã gặp lô vĩ Vivi ở công ty Chân Ức. Nghe họ mô tả, Vivi liền đoán ra được người mà họ nói đến chính là Nhị Hỉ. Đồng thời biết được đám người đã hành hạ bạn mình là ai, cô quyết tâm dạy cho bọn họ một bài học để trả thù giúp bạn thân. Vivi mạnh dạn quyết đấu tại chỗ với đám người Tiểu Vũ để chứng minh mình là lô vĩ Vivi hàng thật. Đám người kia chấp nhận quyết đấu, bọn họ vừa vào đã bị Vivi thẳng tay hạ gục từng người một chỉ trong chớp mắt. Đến lượt đấu cuối cùng, Yêu Yêu sợ nên không dám bước ra đấu, Vivi nói khích vài câu liền khiến cô ta buộc phải chấp nhận ứng chiến. Chân Thủy đứng đó chỉ lo ngắm nhìn Vivi mặc kệ cô người yêu của anh ta đang bị đánh cho sụng nụ trong trò chơi. Vivi cứ thế thành công chứng minh thân phận thật sự của mình. Cô ngạo nghễ chọc tức được đám người Tiểu Vũ cũng như đã trả thù oanh liệt thay cho Nhị Hỉ. Trong lúc chờ đồ ăn, mọi người không ngừng đặt ra những câu hỏi xoay quanh cuộc sống của Vivi. Vì không muốn để lộ thông tin của mình, cô đành nói dối may mắn qua mắt được bọn họ. Trời bên ngoài đổ mưa, mọi người bên trong đang bàn chuyện đi hát karaoke thì Vivi nhận được điện thoại của người yêu. Chuyện cô bị bệnh lần trước khiến cho Tiêu Nại lo lắng nên lần này anh một mực muốn đến tận nơi đón cô về. Vivi nghe điện thoại thu hút sự chú ý của mọi người, biết cô đã có người yêu, biểu cảm trên mặt Chân Thiếu Tường liền thay đổi. Mọi người vẫn cố nán lại đứng chờ cùng Vivi nhằm mục đích muốn xem người yêu của cô ra sao. Tiêu Nại lái xe đến, vừa bước xuống xe đã khiến cho bao cô gái phải trầm trồ. Anh cầm ô đi thẳng đến che cho Vivi, cả hai đi được mấy bước thì cô gái tên Thanh Thanh lập tức nói xấu cô. Cô nói Vivi trong game quen từ người đàn ông này tới người đàn ông khác, kêu anh đẹp trai nên cẩn thận không là bị lừa. Nhưng anh lại không quan tâm đến lời cô ta nói và chỉ cần Vivi chịu bên cạnh anh thì anh sẽ không cần để ý những chuyện đó. Lời nói nhẹ nhàng của anh khiến cả bọn sân si kia bắt đầu nín họng hết lời để nói. Tiêu Nại lạnh lùng cùng người mình yêu rời đi. Trên đường về, Vivi cười mãi vì trả thù được đám Tiểu Vũ, anh người yêu còn làm cho bọn họ xấu hổ ê chề. Tào Quang trở về nhà sau thời gian dài đi công tác, anh chơi đùa cùng nhóc cà phê một lúc rồi lấy máy đăng nhập vào trò chơi. Nhị Hỉ ăn mì thì thấy anh bạn Vi Quang đang hoạt động, cô liền nhắn tin hẹn gặp anh. Nhị Hỉ mong chờ đến ngày gặp Vi Quang tặng cho chàng món quà mà cô đã cất công tạo ra. Tào Quang có mặt đúng hẹn nhưng thái độ nhận quà vô cùng hời hợt, hai người đấu luyện để kiểm tra thanh kiếm mới. Tào Quang xuất chiêu đầu tiên đã làm cho Nhị Hỉ bị thương, cô không nghĩ gì nhiều vô tư hồi máu rồi tiếp tục chơi cùng anh. Nhưng lần này anh ta cố tình làm cô bị thương, sau đó còn tặng cô một chiêu ân đoạn nghĩa tuyệt. Sự thật được phơi bày, người trong mộng của Nhị Hỉ không ngờ lại là Tào Quang và anh hiểu nhầm cô là Vivi. Trong lúc đó Vivi đang được người yêu đưa về nhà, cô ghé tiệm bánh ven đường mua bánh kem để dỗ ngọt cô bạn thân. Bánh quá mắc nên cô đành hỏi mượn tiền Tiêu Nại, không ngờ anh đưa cho cô nhiều hơn dự tính. Còn nói rằng để dành sau này Vivi dỗ ngọt anh, bị cặp đôi trước mặt phát cơm chó, nhân viên đứng đó chỉ biết nở một nụ cười công nghiệp. Về nhà Vivi phát hiện ra Nhị Hỉ đang gặp vấn đề gì đó. Cô vẫn vô tư kể cho bạn nghe về chuyện những người bắt nạt ở công ty và cả chuyện trả thù thay cho Nhị Hỉ. Vivi mang bánh kem đến dỗ ngọt bạn mình, nhưng nhớ lại việc đau lòng lúc nãy Nhị Hỉ hất phăng chiếc bánh đuổi Vivi ra ngoài. Vivi mặt buồn rười rượi rời khỏi phòng, Mạnh Dật Nhiên đi ăn cùng bạn thân Nana đưa điện thoại cho cô tích điểm, còn mình thì đi vệ sinh. Cô lướt tìm ảnh thẻ thành viên thì xem được video Tào Quang nói xấu Vivi, cô liền nổi giận đùng đùng tra hỏi bạn của mình. Nghe xong sự việc, cô ta liền gọi điện cho Tiêu Nại muốn hẹn anh để nói chuyện liên quan đến Vivi, nhưng bị anh thẳng thừng từ chối rồi cúp máy. Sáng sớm, Mạnh Dật Nhiên mặt dày cố tình đợi Tiêu Nại đi tập thể dục để gặp anh. Cô đưa video cho anh xem còn nhân tiện nói bóng gió nhằm hạ bệ Vivi. Vivi vào phòng Nhị Hỉ nhìn thấy chiếc bánh kem vẫn còn rơi trên thảm gọi điện thì không bắt máy. Cô biết Nhị Hỉ thật sự giận nhưng vẫn không tìm ra nguyên do là gì, đang dọn dẹp thì Tiêu Nại gọi điện hẹn cô đi ăn sáng.
ngồi trong tiệm ăn anh bận rộn làm gì đó trên máy tính, thì ra là đang xóa đoạn video gốc trong máy Nana. Xử lý xong anh đưa video cho Vivi xem và nói luôn việc sáng nay Mạnh Dật Nhiên đến tìm mình. Tiêu Nại tin tưởng và hiểu rằng người yêu muốn tự giải quyết vấn đề nên cho cô toàn quyền xử lý. Vivi xin đoạn video để tìm gặp ba mặt một lời rõ ràng với Tào Quang. Nhị Hỉ tới nhà Tào Quang cho chú mèo cà phê ăn, cô như người mất hồn đổ đồ ăn cho mèo rơi vãi ra ngoài mà không hay biết gì. Tào Quang đi ra thì Nhị Hỉ đứng dậy tính rời đi thì bị anh chặn lại và đưa một hộp sô cô la. Nhớ lại chuyện tối qua, Nhị Hỉ tức giận không thèm nhận rồi bỏ đi. Vivi nhờ Tiêu Nại trở đến nhà Tiểu Dương để lấy quà, không ngờ lại gặp Tào Quang. Cô kêu anh đứng lại nói chuyện, cô đưa đoạn video cho Tào Quang xem, nhờ đó cô mới biết được anh ta chính là tên Vi Quang kia. Cô rốt cuộc cũng hiểu được lý do Nhị Hỉ có thái độ lạ như vậy, tất cả đều là vì người trước mặt Tào Quang. Xem xong đoạn video, Vivi nói ra sự thật mình không phải Hoan Thiên Hỉ Địa. Cô cũng nói thẳng việc Tào Quang 5 lần 7 lượt hạ thấp nhân phẩm của cô, nói đến mức khiến anh ta bẽ mặt. Vivi vào nhà Tiểu Dương lấy quà xong đi ra thì thấy Tào Quang vẫn đứng đó. Cô đi thẳng ra xe kể cho Tiêu Nại nghe chuyện mình vừa gặp Tào Quang và cả việc anh ta đã nhận nhầm người trong trò chơi. Về đến nhà, cô nhìn thấy phòng Nhị Hỉ sáng đèn lại gõ cửa nhưng không được hồi đáp, cô lủi thủi về phòng với tâm trạng buồn bã. Tiêu Nại dùng máy tính tra ra được số điện thoại của Tào Quang liền gọi điện hẹn anh ta tới sân bóng rổ để giải quyết ân oán. Cả hai đấu bóng rổ, Tiêu Nại không để anh ta có cơ hội chạm vào bóng khiến anh ta thua thảm hại. Mặc dù không nói thẳng ra thân phận của Hoan Thiên Hỉ Địa nhưng mấy lời của Tiêu Nại cũng đủ để Tào Quang biết được người đó là ai. Anh ta không phục liền hỏi anh tại sao lại tin tưởng Vivi mù quáng đến vậy. Tiêu Nại chỉ trả lời người yêu của tôi không tin cô ấy thì tin ai, nghe lời này liền khiến anh ta im miệng. Tào Quang đứng một mình suy ngẫm lại mọi chuyện liền nhận ra bản thân tệ bạc. Nói là thích người ta nhưng chưa yêu mà đã ghen là sao nữa vậy bây ơi. Hôm sau Tào Quang quyết định đứng chờ trước công ty chân ức, nhất quyết muốn gặp Nhị Hỉ. Anh xin lỗi cô vì nhận nhầm người nhưng Nhị Hỉ giận dữ không muốn nghe lời anh ta nói. Cô rưng rưng nước mắt hỏi rằng Vi Quang trong trò chơi đã bao giờ thích Hoan Thiên Hỉ Địa thật lòng hay chưa. Câu trả lời thẳng thừng của anh lại khiến cho cô buồn lòng không muốn thấy mặt anh ta thêm lần nào nữa. Cô liền quay người chạy vào công ty, sau đó Nhị Hỉ chạy một mạch vào nhà vệ sinh khóc cạn cả nước mắt. Buồn bã qua đi thì cô cũng quay trở lại làm việc, không còn được ưu ái như trước, mọi người liên tục sai cô làm đủ việc. Đống tài liệu trên bàn chưa kịp giải quyết thì có người gọi cô đến gặp Chân Thiếu Tường. Anh ta cầm sơ yếu lý lịch của cô và suy nghĩ gì đó, Nhị Hỉ nói sự thật rằng mình không phải Lô Vĩ Vivi. Và cô đã mượn tài khoản game của bạn để phỏng vấn, thì ra cô được nhận vào cũng chính là nhờ cái tên Lô Vĩ Vivi. Anh ta kiếm cớ hỏi rõ hơn về Vivi thì Nhị Hỉ vội vàng xin phép ra ngoài. Trở về văn phòng, mọi người e dè thu hồi lại đống tài liệu trên bàn của cô. Vivi nộp báo cáo cho Tiêu Nại xong thì xin về sớm nhưng bất ngờ là Nhị Hỉ đã dọn đồ để chuyển ra ngoài. Còn nổi trận lôi đình vì nghĩ rằng Vivi cho Tào Quang biết thân phận của Hoan Thiên Hỉ Địa. Khi Vivi mở lời muốn làm hòa, Nhị Hỉ liền mất quyền kiểm soát mà cho ra ấm ức trong lòng. Cô nói rằng những thứ mình có được không ngờ lại nhờ cái tên Vivi. Miệng thì nói không trách nhưng hành động của Nhị Hỉ lại chẳng khác nào đang đổ hết lỗi cho Vivi. Hành động của cô khiến Vivi buồn bã rơi nước mắt vì những lời nói của bạn mình. Cô dọn đồ rồi rời đi để Nhị Hỉ có thể ở lại. Rời khỏi nhà Hiểu Linh, cô chỉ còn biết đi thẳng đến nhà Tiêu Nại, nghĩ tới những lời Nhị Hỉ đã nói nước mắt không ngừng rơi. Cô gọi điện cho anh chỉ một lúc sau đã thấy anh chạy về và mở cửa cho cô vào nhà. Trong lúc anh làm việc, cô chỉ muốn ngồi một mình để bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Được một lúc thì cô mò mẫm đi đến ngồi dựa vào anh. Cô nói anh nghe về chuyện của mình và Nhị Hỉ, nói lý do tại sao mình rời khỏi đó. Cô cũng lo sợ một ngày nào đó anh và cô sẽ cãi vã giận dỗi, nhưng anh liền khẳng định rằng cả hai sẽ mãi mãi hòa hợp. Anh an ủi cô nói rằng không muốn cô phải khóc vì ai, cô vẫn chưa ăn tối nên anh cùng cô vào bếp nấu mì. Trong lúc ăn, Vivi muốn hỏi mượn tiền Tiêu Nại để ra khách sạn ở, thế nhưng anh lại bảo cô cứ đến nhà anh, còn anh thì về nhà bố mẹ. Tối đến, Vivi được ưu ái ngủ trên giường còn Tiêu Nại thì ngủ ở sofa, cô lo lắng hết đổi chăn lại nhường cả gối cho anh. Sáng sớm anh dậy sớm làm việc chợt thấy Vivi tỉnh giấc liền rủ cô đi chạy bộ. Sau khi ăn sáng cả hai cùng nhau đến công ty, vừa vào đã nghe Hách Mi than thở. Không đổ cho Hách Mi tội làm tổn thương anh ta và đòi Hách sư huynh chơi lại game cũ để bù đắp cho sự mất mát đó. Ngô Công đùa giỡn hỏi Vivi tại sao mặc cùng một bộ đồ, dạ tại em nghèo chị đẹp chứ không hề dễ dãi mà khai là ngủ ở nhà trai đâu. Cả phòng vào họp nói về việc thiết kế và vận hành trò chơi, sẵn tiện thông báo rằng công ty không cần tăng ca cuối tuần nữa. Chân Thiếu Tường đi ăn cùng đám bạn của Yêu Yêu suốt ngày nghe bọn họ lải nhải nói xấu Vivi, liền chịu không nổi nữa, anh gọi phục vụ thanh toán nói lời chia tay với Yêu Yêu. Cô ta bối rối ôm mặt khóc hỏi rõ lý do chia tay, anh ta không nói lời nào cứ vậy bỏ đi. Thanh Thanh vẫn còn cố gắng nói xấu Vivi, đổ lỗi tại Vivi nên Chân Thủy mới chia tay Yêu Yêu. Chân Thiếu Tường sai người tìm địa chỉ của Vivi, rất nhanh liền có được thứ mình muốn. Thấy cũng tiện đường nên anh ta lái xe tới đó luôn. Hiểu Linh gọi điện cho Vivi để hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cô đi đến chỗ khác để nghe điện thoại còn Hiểu Linh không biết còn trêu chọc cô dọn ra để đến ở với người yêu. Vivi nói cô cũng rất ấm ức vì toàn gặp phải chuyện thị phi trên trời rơi xuống. Hiểu Linh nghe không rõ nên hỏi lại nhưng cô không nói gì nữa, hẹn khi nào gặp mặt trực tiếp sẽ nói rõ hơn rồi cúp máy. Vivi ngồi nhớ lại khoảnh khắc cả hai vui vẻ gặp nhau sau kỳ nghỉ hè, mặt cô lại thoáng buồn trông như sắp khóc. Tiêu Nại đi ngang nhìn thấy Vivi có vẻ không ổn nên lại hỏi han, cô muốn xin anh trở về nhà sớm để dọn đồ. Về tới nơi không thấy Nhị Hỉ đâu, cô lủi thủi kéo hành lý rời đi, buồn bã nhìn lại căn nhà mà mình vừa chuyển đến chưa được bao lâu. Chân Thiếu Tường đang đi qua đoạn nhà Vivi thì trùng hợp lại gặp cô đang đi trên lề đường.
anh ta mừng ra mặt dừng xe bên lề đường hỏi thăm và ngỏ ý muốn làm tài xế chở cô một đoạn. Vivi liên tục từ chối khéo ý tốt này của anh ta, cô nói mình đến chỗ người yêu đi xe với người lạ thì không hay lắm. Anh ta không biết tên thật của cô vậy mà còn ra vẻ biết tốt bày đặt dụ dỗ Vivi nói ra tên thật, nhưng cô cũng không dễ bị lừa. Biết anh ta nói dối nên chơi cho anh ta một vố, Chân Thiếu Tường nhắc đến Tiêu Nại để lên mặt giao ai tỏ vẻ mình là người có địa vị cao hơn. Vivi liền dừng lại đáp trả khiến cho ai kia xấu mặt, anh ta chưa kịp nói gì thêm cô đã bắt taxi và lập tức biến mất dạng. Nhưng tính cách mạnh mẽ đó lại càng khiến cho anh ta thấy hứng thú với cô hơn mặc cho việc anh cũng đã có bạn gái rồi. Vivi đến nhà Tiêu Nại thấy anh cũng đang dọn dẹp đồ để chuyển qua nhà bố mẹ. Hai người vừa về đến nhà Tiêu giáo sư thì phát hiện đống tài liệu quý giá suýt chút nữa là bị nước mưa làm hỏng. Chẳng thể ngủ lại nhà ba mẹ Tiêu Nại đành mang đống tài liệu về nhà mình cũng có thêm cớ để ở cùng Vivi. Trời dần khuya anh vẫn miệt mài làm việc, cô thì ở trên giường, vừa đọc sách vừa lén ngắm nhìn người yêu. Tào Quang mở lại mấy đoạn video mà Nhị Hỉ từng gửi cho anh trước đây vừa xem vừa bất giác mỉm cười. Anh nhắn tin cho cô muốn giảng hòa, còn hẹn chờ cô ở chỗ cũ trong trò chơi và chấp nhận mọi sự trừng phạt của cô. Nhị Hỉ bên này đang suy tư một mình thì nhận được tin nhắn, đọc xong tin cô cũng chẳng buồn trả lời. Đi ngang qua phòng Vivi cô buồn rầu nhìn vào đó, căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Mạnh Dật Nhiên đang đi dạo cùng Nana, cả hai vẫn không quên nhắc đến chuyện của Vivi. Nana nhận được điện thoại của Tào Quang, anh ta hẹn gặp hai người với thái độ hằn học đến điểm hẹn. Cô bạn Nana cảm thấy lo lắng sợ Tào Quang sẽ dùng ra thế chèn ép cô, ngược lại Mạnh Dật Nhiên có vẻ vui hơn nhiều. Vì cô cho rằng Tiêu Nại đã mang đoạn video đến đối chiếu với Tào Quang chứng tỏ anh đã chọn tin tưởng cô. Tào Quang chạy xe đến, Nana trách anh bắt cô phải đứng chờ đợi dưới trời nắng. Giả bộ yếu đuối xin lỗi anh, Mạnh Dật Nhiên nói đỡ cho Nana nhưng liền bị Tào Quang cà khịa chuyện cô có tình ý với Tiêu Nại. Anh chẳng ngần ngại gì mà cãi tay đôi với Nana, cả hai chất vấn anh vì những lời anh nói trong video. Không ngờ lại bị Tào Quang nói rõ sự thật rằng mình nhận nhầm người. Anh buông lời cảnh cáo bọn họ nên biết giữ mồm giữ miệng xong rồi rời đi. Vivi ở nhà Tiêu Nại rất đảm đang rửa bát sạch sẽ, xong việc liền mang máy tính đến ngồi cạnh anh chơi được một lúc thì cô ngủ quên. Anh thấy vậy liền đi vào phòng để lấy chăn ra đắp cho cô, anh nhìn vào màn hình thì thấy Chân Thủy nhắn tin cho cô. Giọng kể lể chuyện xưa, Tiêu Nại bên này vẫn kiên nhẫn chờ xem tên Chân Thủy kia rốt cuộc muốn nói những gì. Thấy hắn nóng lòng chờ hồi âm từ Vivi anh liền lập tức xuất chiêu. Chỉ một tin nhắn ta là nhất Tiêu Nại Hà liền khiến cho gương mặt anh ta nhăn nhó mặt mày. Lúc này Vivi tỉnh dậy, Tiêu Nại cũng trả lại máy cho cô kể lại chuyện gặp anh ta trước đó. Thế là anh giả vờ tỏ vẻ ghen tuông vì gia trưởng mới lo được cho em nên đòi cô sau này phải báo cáo mấy chuyện đó cho anh biết. Giám đốc của Chân Ức lại tìm gặp A Sảng uy hiếp anh ta làm theo ý mình, công ty này làm đủ mọi âm mưu nhằm khiến cho Chí Nhất sụp đổ. Chân Thiếu Tường nhận ra Tiêu Nại cũng chính là nhất Tiêu Nại Hà liền cay cú không thôi. Không thể nhịn được cục tức đó, Chân Thiếu Tường tới tìm ba và nói muốn tham gia dự án để đánh bại Chí Nhất. Bỗng nhiên anh ta trở nên nghiêm túc đưa ra yêu cầu cực kỳ cao đối với dự án này, còn hào phóng tăng lương tuyển thêm nhân viên để kịp hoàn thành dự án. Ngô Công rủ Hách Mi đi ăn trưa thì vô tình phát hiện anh là đại gia ngầm có trong tay tận hai căn nhà riêng. Không nhịn được liền rêu rao cho cả phòng biết, cả bọn liền nhào đến tra khảo Hách Mi và đòi anh mời cơm. Mỹ nhân sư huynh chẳng thể đấu lại đám kia đành phải cầu cứu cây Âu, cuối cùng Hách Mi vẫn phải chấp nhận mời cơm mọi người. Tiêu Nại nhờ Vivi đưa cơm cho Ngô Công còn mình thì trở về phòng làm việc, anh nhận được email sắc mặt liền thay đổi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ bàn tán địa điểm ăn uống để bóc lột túi tiền của Hách Mi thì Tiêu Nại đi đến thông báo tất cả chuẩn bị họp gấp. Kế hoạch thay đổi cả công ty cần họp gấp để tìm ra phương án giải quyết. Bản trò chơi cần được hoàn thành trước thời gian dự tính, nhưng giám đốc Tiêu vẫn muốn giữ nguyên ý tưởng ban đầu. Giờ đây thời gian gấp rút mà Tiêu Nại vẫn muốn thêm thắt ý tưởng mới buộc cả công ty phải tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Nhìn vẻ chán nản của mọi người, Tiêu Nại liền hứa hẹn sau khi hoàn thành sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ở Thượng Hải. Khi nghe đến một bữa tiệc thịnh soạn thì ai ai cũng nghiêm túc bàn luận về công việc, nhưng riêng A Sảng lại có biểu hiện bất thường không chú tâm vào buổi họp. Phân chia công việc cho từng ban xong thì cả phòng lập tức giải tán, Ngô Công đứng nói xấu Tiêu Nại cho Vivi nghe. Vừa thấy giám đốc bước ra thì chột dạ, 36 kế chạy là thượng sách. Công việc bắt buộc phải ăn dầm nằm dề tại văn phòng nên Tiêu Nại nhờ Vivi về nhà lấy quần áo mang đến cho anh. Hách Mi đứng bên ngoài nhìn thấy Tiêu Nại và không sát cánh làm việc bên cạnh nhau liền thấy bức bối khó chịu. Vivi ngồi suy nghĩ liền cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Tăng ca liên tục khiến ai nấy đều mệt mỏi, ăn uống thất thường ngủ lăn lê trên bàn. Cô đề xuất với Tiêu Nại chi tiền mua mền gối cho mọi người nghỉ ngơi tại công ty, anh lập tức đồng ý còn đưa ví cho cô toàn quyền quyết định. Vivi còn dùng kỹ năng của mình để thiết kế phần mềm đặt đồ ăn giúp mọi người tiết kiệm thời gian cũng như ăn uống đầy đủ hơn. Chân Thiếu Tường bị khiêu khích liền nổi máu chiến tập trung hết mình vì công việc. Nghe được tin đồn công tử bột của Chân Ức đổi tính đổi nết, Mạnh Dật Nhiên liền đích thân tới thăm anh họ của mình để kiểm chứng. Anh ta nói cho cô biết mục đích muốn đánh bại Tiêu Nại và công ty Chí Nhất. Và nhờ cô mà anh biết được Vivi họ Bối, rốt cuộc cũng nhận ra mình đã bị lừa. Mạnh Dật Nhiên kể chuyện này cho Nana, cô bạn lại tiếp tục nói xấu Vivi. Còn cho rằng Vivi nói dối họ tên với Thiếu Tường là có mục đích bắt cá nhiều tay. Nana cũng đem chuyện nhìn thấy Nhị Hỉ và Tào Quang nói chuyện trước công ty kể cho Dật Nhiên nghe. Cô ta còn giả vờ đem bánh đến văn phòng tặng cho Nhị Hỉ nhằm lấy lòng dụ dỗ cô nói xấu Vivi ra vẻ muốn làm bạn thân với cô. Trên đường về nhà Nhị Hỉ cứ mãi suy nghĩ về Vivi. Cô bạn thân của mình đã phải một mình chịu những lời bịa đặt, bị công kích khắp nơi nhưng chưa hề than thở lời nào. Ngược lại Vivi còn giúp cô xả giận nhưng cô lại quay qua trách cứ ghen tị, cùng đó là giận hờn với người bạn đó.
Nhận được tin nhắn xin lỗi của Tào Quang, Nhị Hỉ quyết định gọi cho anh một mực bảo anh phải xin lỗi Vivi. Cô nói rõ mọi chuyện, quyết định tha thứ cho Tào Quang rồi cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Ở công ty, Vivi mệt mỏi ngủ gục trên bàn, Tiêu Nại nhìn thấy liền mang chăn ra đắp cho cô. Đúng lúc này Nhị Hỉ lại gọi đến, nhưng vì không muốn người yêu bị đánh thức nên anh nghe máy thay cô. Anh nói với Nhị Hỉ rằng Vivi đang ngủ và sẽ kêu cô ấy gọi lại cho Nhị Hỉ sau. Nói xong anh liền cúp máy, lấy một tờ giấy ghi chú nhắn lại cho cô biết, ghi xong còn tay máy dán hẳn lên mặt, thế là cô bị chọc cho tỉnh giấc. Đọc ghi chú thì biết được Nhị Hỉ chủ động gọi đến cho mình, Vivi lập tức vui vẻ phấn khích tột độ. Cô xin phép anh cho mình ra ngoài đi gặp Nhị Hỉ. Vivi lấy xe đạp của anh, người yêu ung dung chạy đến công viên để hẹn hò cùng cô bạn thân. Vừa ăn bánh kem Vivi mang tới Nhị Hỉ vừa xúc động bật khóc. Hai cô gái lại vui vẻ thân thiết tâm sự cùng nhau, thế là tình chị em thắm thiết keo sơn như chưa hề có cuộc chia ly. Ở văn phòng, Tiêu Nại đang cùng Cây Âu bàn bạc về công việc. Vivi gọi điện báo cho người yêu biết mình sắp chuyển về lại nhà của Hiểu Linh nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Anh muốn cô ở lại nhà anh đến lúc vào học mới chịu, Vivi chỉ đành nghe theo ý của trai gia trưởng. Nhị Hỉ kể chuyện Nana cố tình làm thân với mình cho Vivi nghe, hai cô gái kia còn mời cô đi ăn. Tò mò muốn biết mục đích của bọn họ là gì nên Nhị Hỉ liền đồng ý, được mời ăn miễn phí Nhị Hỉ không ngần ngại gì mà gọi ra rất nhiều món. Hai cô gái kia ngồi đối diện có vẻ không vui, cười vô cùng gượng gạo. Dật Nhiên và Nana cố gắng dụ dỗ Nhị Hỉ kể chuyện xấu của Vivi, còn để sẵn điện thoại trên bàn nhằm ghi âm lại làm chứng cứ. Dật Nhiên bình thường tỏ vẻ hiền thục dịu dàng nay đã lộ rõ ác ý muốn làm xấu mặt Vivi. Nhị Hỉ thì vẫn vô tư ăn mấy món vừa gọi còn ra vẻ gật gù bảo sẽ suy nghĩ lại. Vivi bước vào quán nhìn thấy Nhị Hỉ lập tức hớn hở tay bắt mặt mừng, hai cô gái ngồi đối diện thì ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Bọn họ tưởng tình cảm chị em người ta bất hòa nên chen chân vô xúi giục Nhị Hỉ nói xấu Vivi. Ai có mà ngờ chị em nhà người ta đang hùa nhau đóng kịch để chọc tức hai con rắn độc này. Sau đó còn cà khịa đôi lời khiến cho nàng tiểu thư đanh đá đứng dậy đi về. Đi được mấy bước cô ta bị nhân viên chặn lại thanh toán tiền đồ ăn mà Nhị Hỉ gọi ra, vừa mất mặt vừa ôm cục tức bỏ về. Cả hai người bạn thân ai nấy lo kia sau đó cãi nhau một trận. Mạnh Dật Nhiên lên xe bỏ bạn thân của mình lại một mình cho cô ấy tự đi bộ về. Vivi kéo Nhị Hỉ đi chỗ khác ăn mặc cho cô bạn thân tiếc hủi hụi đống đồ ăn ngon. Trên đường về Vivi vô tình nhìn thấy A Sảng lên xe của một người nào đó. Cô thắc mắc đáng ra giờ này anh ta đang phải ở công ty tăng ca mới đúng. Trong lúc đó Mạnh Dật Nhiên nổi lòng thương kêu tài xế quay xe để đón Nana về cùng mình. Không ngờ quay lại thì nghe được những lời cô ta nói xấu sau lưng mình. Mình chơi bạn hết lòng, bạn chơi mình hết hồn, thế là cô tức giận kêu bác tài lái xe đi thẳng. Tăng ca liên tục khiến cho Hách Mi đầu bù tóc rối nhìn không khác nào người điên dọa cho nhân viên giao cơm khiếp sợ. Công việc của Tiêu Nại chưa đạt được hiệu quả như mong muốn nên anh tăng ca suốt mấy ngày liền không ăn không ngủ. Vivi lo lắng cho sức khỏe của người yêu nhưng không dám làm phiền, chỉ đứng ở ngoài lặng lẽ nhìn anh. Đến hôm sau cô ngồi ăn cùng bọn Ngu Công và Hách Mi, ăn xong còn ra hiệu với Tiêu Nại nhắc anh ăn cơm. Cô ngủ gục tại bàn, Tiêu Nại tranh thủ ngồi bên cạnh cô ăn cơm tiện thể ngắm nhìn người yêu mình. Vivi tỉnh giấc thấy anh đang ngồi cạnh ăn cơm vội đứng dậy muốn đi hâm nóng đồ ăn giúp anh. Sau đó anh dẫn cô đi dạo phố còn tỏ vẻ giận dỗi cô vì quên đi lễ thất tịch, mấy ngày liên tục bận rộn Vivi chỉ muốn anh nghỉ ngơi thư giãn. Còn khuyên anh đừng ép bản thân quá mức, chợt anh đứng lại nhìn tấm áp phích quảng cáo trong đầu liền nảy ra ý tưởng. Anh kéo Vivi chạy đi kiếm chỗ ngồi mượn giấy bút viết ra, ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu còn cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Vừa ngắm dáng vẻ làm việc của người yêu vừa thưởng thức bánh ngọt, Tiêu Nại đưa Vivi về nhà còn cô nằm trên xe ngủ ngon lành. Về đến nơi anh bế cô vào tận giường, cô thì vẫn say giấc nồng không hay biết gì. Anh đặt một nụ hôn trên trán cô rồi quay về công ty tiếp tục hoàn thiện dự án. Sáng sớm Vivi đến công ty thì thấy mọi người đều tập trung trước cửa phòng giám đốc chờ đợi muốn biết kết quả của dự án. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực ngày ngủ đêm cày thì cũng được đền đáp, dự án trò chơi thành công trong sự hân hoan của mọi người. Có người đề xuất nhóm Tiêu Nại đi mua sắm chọn đồ nghiêm túc cho buổi họp ở công ty Phong Đằng, cả bọn vui vẻ đồng ý với ý tưởng đó. Không từ chối nhưng vẫn bị kéo đi, còn A Sảng lại có chút lẩn tránh xin phép không tham gia. Đến cửa hàng quần áo Tiêu Nại và Vivi ngồi chờ bốn người kia thử đồ, anh không mua vì đã có sẵn rất nhiều outfit đẹp ở Hà. Ba anh bạn kia mặc đồ giống hệt nhau còn bắt Vivi phải bình chọn ra người đẹp trai nhất. Nhưng khi Cây Âu bước ra từ phòng thử đồ thì có lẽ không cần phải bình chọn nữa rồi. Vivi còn khen Cây Âu như soái ca màn ảnh, bởi người ta nói con gái dù có buồn nhưng mà sẽ không giận bởi người bạn trai đẹp trai là thế. Ba vị sư huynh kia của Vivi đành lủi thủi đi lựa bộ khác, thấy bà xã mình mê trai đến nổi khen người khác trước mặt mình. Tiêu Nại liền nổi máu ghen quyết đi thử đồ để gây ấn tượng với người yêu. Anh vừa đi cô đã vội lấy điện thoại gọi kêu Nhị Hỉ mau mau chuẩn bị ngắm trai đẹp. Nhưng ngay khi người yêu thử đồ bước ra cô liền tham lam không muốn chia sẻ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành kia cho ai khác. Mua đồ xong anh đưa Vivi về nhà mình, bản thân thì soạn đồ để đi công tác còn cô cũng thu dọn hành lý về lại ký túc xá bắt đầu năm học mới. Đúng lúc này thì ba mẹ Tiêu Nại đột nhiên ghé đến, giáo sư Tiêu vừa vào đã vội vàng hỏi Tiêu Nại về đống tài liệu của mình. Bất ngờ chạm mặt với con dâu tương lai, Vivi vội cúi chào hai vị phụ huynh rồi chạy vào bếp. Anh đem tài liệu ra đưa cho ba mẹ rồi giải thích mọi chuyện cho mẹ anh nghe để bà không hiểu lầm về Vivi. Vivi đứng trong bếp pha trà thấp thỏm không yên vì sợ hai vị phụ huynh nghĩ sai về mình. Tiêu Nại trấn an cô bình tĩnh lại biết người yêu ngại ngùng nhưng Tiêu Nại vẫn cố tình gửi gắm cô cho ba mẹ. Anh phải ra sân bay gấp nên nhờ hai người tiễn cô về ký túc xá. Thế là Vivi đi bên cạnh mẹ chồng tương lai còn được ba chồng ưu ái kéo giúp hành lý. Sinh viên khác nhìn thấy cảnh tượng đó liền xôn xao bàn tán. Vừa tạm biệt ba mẹ chồng tương lai thì lập tức bị đám bạn cùng phòng nhào đến tra hỏi.
Vivi gọi điện thoại hỏi thăm, Tiêu Nại tiện thể báo cáo tình hình xong thì cúp máy. Nhóm bạn cùng phòng hỏi về việc cãi nhau của Vivi và Nhị Hỉ, nhưng hai người đều bỏ qua hết rồi nên không nhắc đến nữa, rồi đùa giỡn lái sang chuyện khác. Nhị Hỉ rủ mấy đứa bạn cùng tới Chân Ước Lãnh Lương thực tập nhưng ai cũng có việc riêng. Cuối cùng chỉ còn Vivi rảnh rỗi chịu đi cùng. Nhị Hỉ vô tình gặp Tào Quang ở nhà vệ sinh, quá bối rối nên cô vô nhầm nhà vệ sinh nam. May mắn được anh ta nhắc nhở kịp thời, Nhị Hỉ cảm thấy xấu hổ nên đành ôm mặt chạy đi ra ngoài. Tào Quang nhìn thấy Vivi nhưng chỉ mỉm cười rồi rời đi. Mạnh Dật Nhiên chủ động bước lại gần nói chuyện cùng Vivi. Cô mở lời xin lỗi Vivi và sẵn dịp thông báo chuyện mình sắp đi du học. Vivi cũng lịch sự chúc mừng và nói mình không để bụng những chuyện đã xảy ra. Mạnh Dật Nhiên cảm ơn cô, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tình bạn cũng như tình yêu mà cô có được. Vivi vui vẻ nói rằng một ngày nào đó Dật Nhiên cũng sẽ gặp được người bạn chân thành và tình yêu của đời mình. Nhị Hỉ bước ra nhìn thấy cảnh hai người bắt tay nhau thì vô cùng bất ngờ. Mạnh Dật Nhiên mỉm cười bắt tay với Vivi xong liền rời đi. Nhị Hỉ tò mò lập tức chạy lại hỏi han tình hình. Hai người cứ thế vui vẻ chọc ghẹo nhau rồi đi đến Chân Ức để đòi lương. Đến công ty của Nhị Hỉ, Vivi mới biết người từng nói chuyện với A Sảng là giám đốc Lý của Chân Ức. Cảm thấy chuyện chẳng lành, cô liền gọi điện báo cho người yêu, nhưng lúc này anh đã tắt điện thoại để chuẩn bị vào cuộc họp. Tiêu Nại vừa chào hỏi với bên Phong Đằng thì đoàn người của Chân Ức do Chân Thiếu Tường dẫn đầu cũng bước vào. Chân Thiếu Tường đại diện cho phía Chân Ức trình bày ý tưởng dự án. Phía bên Chân Ức có được lợi thế thuyết trình trước nên tình hình dường như hơi bất lợi cho bên Tiêu Nại. Đến lượt Tiêu Nại lên trình bày giám đốc Lý bên đối thủ có âm mưu phá hoại. Thế là họ đã khiến cho phần trình bày của Chí Nhất gặp trục trặc không thể đăng nhập vào máy chủ. Những người đứng đầu của Phong Đằng không thể trì hoãn thêm thời gian vì còn nhiều việc cần làm. Tuy nhiên Tiêu Nại đã chuẩn bị bản dự phòng, còn đưa hẳn tài khoản cho phía Phong Đằng kiểm tra uy tín. Chủ tịch liền vỗ tay khen ngợi cho sự tỉ mỉ đó. Tiếp đó các thành viên trong nhóm lần lượt giới thiệu những điểm cải tiến trong trò chơi. Cùng với ưu thế về dung lượng và ý tưởng mà Tiêu Nại trình bày thì Chí Nhất đã hoàn toàn giành được thắng lợi trước Chân Ức. Phía Phong Đằng sau một lúc bàn bạc liền quyết định sẽ ký hợp đồng bắt tay hợp tác cùng Chí Nhất. Mặc dù bị thua thảm hại nhưng Chân Thiếu Tường vẫn rất ngưỡng mộ và tâm phục khẩu phục trước tài năng của Tiêu Nại. Đang buồn vì sự cố gắng của mình vẫn chưa đủ thì Chân Thiếu Tường còn vô tình phát hiện phía công ty mình cố tình chơi xấu. Khi cố tình đút lót giám đốc Hà, điều này khiến anh liền vô cùng tức giận. Vivi trên đường trở về từ thư viện thì thấy Tiêu Nại đến, cô lập tức chạy lại ôm lấy anh. Anh trở về để đón Vivi đến ăn tiệc mừng cùng công ty, nhìn ai nấy cũng đều vui vẻ hào hứng. Hách Mi đòi gọi thêm món để vét sạch túi của giám đốc Tiêu. Gọi đồ ăn xong, Tiêu Nại mới nói rằng người chi trả cho bữa này chính là Hách Mi sư huynh vì vụ âm thầm đứng tên hai căn nhà lần trước. Còn Tiêu Nại thì sẽ mời mọi người đi phượt một chuyến sau, Hách Mi đành phải ngậm ngùi đồng ý. Anh ta cố gắng ăn sạch sẽ để hoàn vốn bù đắp tiền mồ hôi nước mắt mà mình bỏ ra. Nói về hai căn nhà, anh còn sẵn tiện để dành một phòng cho anh em trong công ty đến ở chung. Ai ai cũng thay phiên nhau đưa ra lý do thuyết phục anh khiến mỹ nhân sư huynh vô cùng khó xử, đành kêu mọi người tự thỏa thuận với nhau. Tiêu Nại đứng lên lấy thêm rượu, Vivi đi theo sau để hỏi về sự vắng mặt của A Sảng. Thì ra anh ta đã xin nghỉ việc nên không có mặt tại buổi tiệc hôm nay. Cô kể cho anh nghe chuyện cô vô tình nhìn thấy A Sảng cấu kết với người ở Chân Ức. Nhưng điều đó đại thần đây đã biết ngay từ đầu nên mới có thể giành được hợp đồng kia. Thấy đã đến giờ ký túc xá đóng cửa, Tiêu Nại đưa Vivi đi về cũng không quên trả tiền bữa ăn. Lúc nãy anh chỉ nói đùa để chọc ghẹo Hách Mi chứ thân là giám đốc Tiêu oai phong sao để nhân viên khao được cơ chứ. Hôm sau mỹ nhân sư huynh đang ngủ ngon lành thì có người tới gõ cửa ầm ầm. Nhìn căn nhà bừa bộn quần áo vứt lung tung cũng đủ hiểu lý do anh ta mãi vẫn chưa có bồ. Anh ra mở cửa thì thấy Cây Âu ở đó, anh ta còn mang theo đồ đạc của mình và rất nhiều thức ăn đến. Cây Âu vừa đến nhà Hách Mi đã tự nhiên đi thẳng vào trong không cần biết gia chủ đồng ý hay chưa. Vừa vào nhà anh ta đã vội lục lọi khắp bếp nhưng tìm mãi không thấy công cụ để nấu ăn. Thế là anh liền viết ra một danh sách các dụng cụ mà mình cần và bắt Hách Mi đi mua. Mỹ nhân sư huynh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên chẳng biết phải mua gì. Nên cuối cùng Cây Âu cũng phải đi cùng vị công tử bột này. Mua đồ xong về đến nhà Hách Mi chỉ cần ngồi chơi xơi nước rồi chờ 2 tiếng sau thì đã có sẵn các mỹ vị trên bàn. Nhìn mấy món ăn vô cùng hấp dẫn thu hút chiếc bụng đói của anh. Thế là Hách Mi không nhịn được bữa liền nhào vô bàn ăn uống no say vét sạch sành xanh từng món mà Cây Âu nấu. Sau khi ăn uống no say xong thì Cây Âu mới ngỏ lời là sau này mình sẽ ở lại đây. Hách Mi tuy bất ngờ nhưng nghĩ đến việc về sau có người cơm bưng nước rót cho mình thì quá là hời rồi nên liền đồng ý. Ngày hôm sau cả công ty Chí Nhất cùng nhau tham gia buổi dã ngoại đúng như lời hứa hẹn của giám đốc Tiêu. Tiêu Nại muốn một mình đi đón Vivi nhưng cả bọn lại nổi hứng đòi kéo theo cả đoàn xe hoành tráng đi rước cô cùng anh. Vivi đứng chờ trước cổng đột nhiên được cả một đoàn xe hùng hậu đến rước mình, nhìn cảnh này khiến cô thấy rất chi là ố dề. Hách Mi gạ đua với Tiêu Nại, thấy vậy anh đây bản tính cũng hơn thua thế là liền tăng tốc muốn hơn thua cùng anh em. Nhưng khi bị nóc nhà ngồi cạnh nhắc nhở thì anh liền đi chậm lại, thì ra Tiêu Nại chạy chậm lại để tấp xe vào lề. Rồi sau đó tận dụng cơ hội thân mật cùng người yêu rồi mới chịu đi tiếp, đúng là mượn gió để bẻ măng là đây quả là hào hán. Đã đẹp trai lại còn bao chủ động như này thì quá là hao gái luôn, báo hại đám anh em ở phía trước lo sốt vó. Hách Mi chịu trách nhiệm đốt lò và chuẩn bị đồ ăn, làm được một lúc thì kéo Vivi đi đến hồ bơi tụ tập cùng mọi người. Tiêu Nại và Cây Âu bơi thi xem ai nhanh hơn, hiệp một nhanh chóng với phần thắng thuộc về giám đốc Tiêu. Cây Âu không phục và muốn tái đấu một hiệp nữa thì anh mới có tâm trạng đi nướng đồ ăn. Cuối cùng anh cũng giành được thắng lợi ở hiệp 2, Hách Mi đặt cược cả hai hiệp nhưng đều thất bại. Cây Âu nghe thấy Hách Mi không đặt cược cho mình liền giận dỗi bỏ đi, vì miếng cơm manh áo nên Hách Mi lật đật chạy theo dỗ ngọt anh ta.
Khả năng nấu nướng xuất quỷ nhập tiệc của cây Âu khiến cả bọn tranh giành từng miếng ăn. Chỉ tội Hách Mi cất công đứng canh đùi gà cả buổi trời, nhưng cuối cùng lại bị anh em bạn gì nhảy hết không chừa miếng nào. Miếng ăn là miếng tồi tàn nên để công tư phân minh nên cả bọn quyết định sẽ giành đồ ăn bằng cách đấu nhau trên game. Tiêu Nại bị anh em cho ra chuồng gà vì kỹ năng của anh quá ao, trình anh em không ai đấu lại được. Vì thế đành phải nhờ Tam Tẩu Vivi chiến đấu để giành lấy đồ ăn. Vivi muốn dùng tài khoản của người yêu để đấu với các sư huynh. Tuy đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn thua ngay vòng đầu tiên. Thấy tình hình không ổn, Tiêu Nại nói mình sẽ chỉ huy chiến thuật giúp Vivi. Ngô Công nghe được liền rén không chơi nữa. Vivi lập tức nhắm vào điểm yếu của Ngô Công, cà khịa mấy câu khiến anh phải chấp nhận thách đấu. Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, Tiêu Nại và Vivi hợp lực vô cùng ăn ý. Tất nhiên phần thắng là đùi gà đã thuộc về hai người. Khi đăng nhập vào tài khoản để đưa Hách Mi mượn, Vivi bất ngờ nhận được tin nhắn của Trân Thiếu Tường. Thì ra anh ta quyết định từ bỏ thiện nữ u hồn và gửi tin nhắn cuối cùng cho Vivi xem như lời tạm biệt ngọt ngào. Anh cảm ơn cô và còn hứa hẹn sẽ phát triển sự nghiệp cũng như phát triển bản thân để có thể đánh bại được công ty Chí Nhất. Tiêu Nại đứng cạnh nhìn thấy liền gửi lời chúc tốt đẹp và hẹn ngày tái đấu với anh ta. Vivi và Tiêu Nại sau đó cùng nhau đi dạo ngắm nhìn khung cảnh trong trò chơi, họ ôm nhau tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Sau đó cùng nhau nhớ lại từng khoảnh khắc đã xảy ra khiến hai người họ thành đôi như giờ. Thời gian sau đó như chó chạy ngoài đồng, 2 năm cứ thế mà đã trôi qua. Tiêu Nại giờ đây đã gặt hái được nhiều thành công và ở một cương vị khác. Giờ đây anh đã trở thành doanh nhân có tiếng tăm trong ngành công nghiệp trò chơi. Chuyển cảnh lúc này, Vivi cũng đang ở ký túc xá xem phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn của anh người yêu. Nghe anh nhắc đến mình với danh nghĩa vợ chưa cưới, cô liền giật mình nhớ lại những lời anh nói. Và ngày hôm nay cũng chính ngày là lễ tốt nghiệp của Vivi sau bao năm thăm ngàn cắp sách tới trường. Khi tham gia phỏng vấn xong thì đại thần Tiêu Nại liền chạy thẳng đến trường để đón cô người yêu của mình. Khoảnh khắc anh vừa xuất hiện liền khiến cho mấy cô gái nhìn mà mất hết liêm sĩ, sau bao năm anh ta càng đẹp trai hơn nữa rồi. Do sự xuất hiện của anh làm các nữ sinh không thể nào giữ bình tĩnh được nên anh đã bị thợ chụp ảnh đuổi ra chỗ khác. Đứng sau tán cây chờ người yêu chụp ảnh tập thể, sau đó Vivi kéo anh vào chụp cùng với nhóm bạn thân. Nhị Hỉ mải mê đi chụp hình khắp trường, con trèo hẳn lên bức tượng gần đó để tự sướng cho nó dễ thương. Lúc này Tào Quang cũng đang công tác tại đây và đang dẫn một đoàn khách nước ngoài đến tham quan khuôn viên trường. Đang mải mê cho công việc thì bị cô réo tên lại nhờ chụp hình dùng, đã qua mấy năm cả hai đã không còn liên lạc nhiều. Nhưng vừa gặp lại thì cô và Tào Quang vẫn như chó với mèo không ngừng đấu khẩu với nhau. Cãi nhau hăng say đến mức Nhị Hỉ suýt chút nữa thì té sấp mặt xuống đất, cũng may có Tào Quang đỡ lại kịp lúc. Dáng vẻ em ngã anh nâng này rất chi là cuốn hút, tuy buồn cười nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Có vài vị khách đứng cạnh còn tranh thủ chụp lại khoảnh khắc đầy màu hồng này. Mấy cô bạn thân đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó liền gọi Vivi đến xem chuyện vui. Tào Quang ga lăng nhẹ nhàng cầm tay Nhị Hỉ đỡ cô xuống. Còn Tiêu Nại và Vivi chứng kiến cảnh tình cảm của Tào Quang và Nhị Hỉ xong thì lập tức rời đi. Tiêu Nại giúp Vivi dọn đồ từ ký túc xá, mặc dù cô nói muốn về nhà Hiểu Linh nhưng anh đây gia trưởng nên không cho phép điều đó. Anh không nói gì liền đưa cả người lẫn hành lý về thẳng nhà mình cho an tâm. Đã vậy anh còn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô, về đến nhà anh không nhịn được hôn người mình yêu. Anh đã chờ 2 năm qua chỉ mong đến ngày tốt nghiệp của Vivi. Giờ đây anh muốn cùng người mình yêu lái xe đến Vũ Hán để có thể đường đường chính chính hỏi cưới và rước nàng về dinh. Bố mẹ ở nhà nghe tin con gái dẫn người yêu về ra mắt thì mẹ Vivi tất bật chuẩn bị mọi thứ. Còn ba cô lại lộ vẻ mặt cau có khó chịu ra mặt, ông còn ghi sẵn cả một bảng kế hoạch thử thách dành cho con rể tương lai. Kệ người chồng sơ hở là da rẻ, mẹ Vivi lo lắng và háo hức ra đầu ngõ đợi đón hai người. Tuy mới gặp lần đầu nhưng Tiêu Nại đã gây ấn tượng mạnh với mẹ vợ nhờ vẻ nam thần của mình. Mẹ Vivi thì khỏi nói, nhìn chàng rể mà ta nói ưng quá chừng quá ư là hài lòng với con mắt nhìn người của con gái. Tiêu Nại cũng rất tinh tế khi mua rất nhiều quà, vừa vào nhà là xách hai tay theo vài giỏ quà biếu tặng ba mẹ Vivi. Nhưng thái độ của bố vợ lại có chút nghiêm nghị và có phần nghiêm túc hóa. Trong bữa ăn thấy con gái cứ không ngừng gắp thức ăn cho người yêu, ba cô liền tỏ vẻ không hài lòng vì quá là có hiếu với trai. Ông lái sang hỏi chuyện công việc, nghe anh nói xong thì liền cho rằng công việc của anh không ổn định. Vì lý do khó ở của ông mà khiến hai vợ chồng tuổi xế chiều liền cãi nhau lớn tiếng trước mặt hai người trẻ. Trời tối Tiêu Nại phải ngủ ngoài ghế sofa, chỉ vì ba Vivi đổi tính đổi nết nhưng nhìn anh có vẻ khá hạnh phúc. Khi lần đầu được diện kiến nhà vợ, ba Vivi nhân lúc mọi người ngủ xe liền lén đi ra ngoài dò xét con rể tương lai. Sáng sớm ông còn tự nghĩ ra bài kiểm tra thể lực chàng rể của mình. Ông bắt Tiêu Nại vừa vác bao gạo vừa vác thùng nước chạy về nhà. Vivi thấy cha mình hành xác người mình yêu nên rất xót, cô cứ lân la đến bên cạnh hỏi han. Anh liền trấn an cô dăm ba chuyện này anh lo được, sau này có mà sinh con gái thì anh cũng sẽ thành ông bố che chở cho con như vậy. Nói chuyện với Tiêu Nại xong, Vivi liền đi kiếm ba, vô tình phát hiện ra cuốn sổ bí mật của ông. Cô còn trách những thử thách mà ba đặt ra có hơi khó nhằn và cũng sơ ý để lộ việc anh không biết nấu ăn. Vậy là Tiêu Nại đành phải xuất ra chiêu cuối, Vivi ở bên ngoài lo lắng. Ai có mà dè chỉ với 10 phút Tiêu Nại đại thần đã khiến bố vợ thay đổi 360 độ, cưng anh như trứng hứng anh như hoa. Đã vậy bố còn hối thúc cô con gái mình mau chóng cưới chàng rể này về nhanh. Hóa ra anh biết ba Vivi rất muốn bồng cháu nên ngỏ lời rằng sau khi cưới xong sẽ cho Vivi mau chóng sinh con. Và tất nhiên cháu sẽ ở bên nhà ngoại cho đến khi lên đại học vì anh và gia đình đều phải đi làm và đi dạy. Nhờ gãi đúng chỗ ngứa của bố vợ mà giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn, Vivi vào nhà nói chuyện với ba mẹ. Còn Tiêu Nại ở bên ngoài lập tức gọi điện báo tin vui cho vợ chồng giáo sư Tiêu ở nhà.
Chỉ vừa mới được bố mẹ nhà gái đồng ý thì bố mẹ bên đàng trai đã sẵn sàng quà cáp để đến nhà Vivi cưới hỏi và gặp mặt bàn chuyện. Việc này khiến cho Vivi có chút lo lắng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm. Cặp đôi trẻ cùng nhau đi dạo còn nói với nhau về mấy chuyện duyên phận. Nói một hồi Tiêu Nại liền mượn cớ bù đắp cho cặp đôi ông lão bà lão trong câu chuyện vô tri từ tưởng tượng của hai người. Anh muốn được kết hôn với Vivi sớm hơn dự tính vì quá là muốn rước em về dinh rồi. Sau đó bố mẹ Tiêu Nại cũng đến được nhà Vivi. Cả hai gia đình đã có buổi ăn uống nói chuyện thân mật giữa để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhóm bạn của Vivi đến thăm nhà mới của cô và Tiêu Nại thăm thú chán chê, mấy cô gái còn tò mò muốn ngắm thử váy cưới của cô. Không giống như trang phục cưới thông thường, đồ cưới của Vivi lại là một bộ lễ phục truyền thống đỏ tươi. Nhờ vậy mà đám bạn mới vô tình biết được cả hai đã đăng ký kết hôn trước cả khi lễ cưới diễn ra. Bọn họ liền trêu cô bạn xinh đẹp một trận cho hả hê, bị Nhị Hỉ trêu chọc. Vivi cũng đánh đá hơn thua liền nhắc tới cái tên Tào Quang khiến cho ai kia ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Đến lúc mấy cô bạn ra về thì gặp Tiêu Nại, Nhị Hỉ muốn mang Vivi về nhà Hiểu Linh một bữa nhưng bị anh từ chối. Bởi ta nói ra trường mới lo được cho em mà, ra trường mà đẹp trai như này thì ai cũng chịu. Sau khi chu đáo chở nhóm bạn của vợ về, anh liền vội vàng về nhà để thực hiện kế hoạch đầy trong sáng của mình. Vivi vừa tắm xong trở ra thì đúng lúc Tiêu Nại từ cửa bước vào, anh muốn tự tay giúp cô mặc thử váy cưới. Mặc xong anh dẫn cô đứng trước gương để nhìn lại nhưng không nhịn được mà lao tới hôn cô một cách mạnh bạo. Cảm xúc lên đến cao trào, anh không còn kiềm chế được nữa liền đưa cô bê người đẹp lên giường để làm chuyện ai cũng biết. Hôm sau Tiêu Nại dẫn Vivi đến một nơi và đó chính là nơi mà lần đầu anh nhìn thấy cô. Anh quyết định mua lại nơi mà định mệnh sắp đặt cho cả hai gặp được nhau để làm trụ sở công ty mới. Qua những lời nói cùng những hành động thì cũng đủ thấy được tình yêu anh dành cho cô to lớn nhường nào. Nếu biết sẽ yêu em nhiều như thế này, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Câu nói này nghe thôi cũng biết Tiêu Nại đại thần đã yêu bối Vivi rất rất nhiều. Tô điểm cho câu nói đầy lãng mạn kia chính là một nụ hôn môi đầy nồng cháy để chứng minh lời anh nói. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.